Và tiếp theo, giám khảo nghệ sĩ Thanh Hằng. Và cuối cùng, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Dạ thưa quý vị, không biết quý vị có lóa mắt không ha, với cái sự xuất hiện rực rỡ của bộ ba ban giám khảo của chúng ta. Màu không có nổi. Màu không có nổi. Màu không có nổi. Màu chìm nghiễm mà. Không có nổi bao nhiêu hết trơn trọi, không có bao nhiêu hồn hết trơn không trọi. Không phải ba người này đâu nghe, mà người kia cũng không có kém dạ. Phần chổi lóa thôi nha. Còn với anh Kim Tử Long, thì nghĩ rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ có những thí sinh cũng như là những tiết mục như thế nào? Chắc chắn rằng hôm nay sẽ có bốn nhân tố thật đẹp, với những chiếc áo, những phục trang thật là lộng lẫy. Và đặc biệt là hôm nay hy vọng rằng bốn nhân tố này sẽ được lọt vào vòng trong với chương trình Nghệ sĩ Thần Tự. Dạ, mấy anh chị thấy không? Có rất là nhiều những bạn trẻ là những nhân tố rất là mới và đầy tiềm năng cho sân khấu cải lương. Và chính vì thế các bạn sẽ là những ngọn lửa lan tỏa cái điều đó đến cho tất cả mọi người. Cho nên hy vọng ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm ra được những chồi non lọc mới trong nghệ thuật cải lương các anh chị nha. Và hôm nay đến với chương trình này cũng có những thành phần không thể thiếu ngoài ban giám khảo ra. Trước tiên mình hãy dành một tràng pháo tay cho khán giả có mặt tại trường quay. Và ban nhạc Duy Kim. Bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông, ơi người ơi, bông lê cho bằng bông lựu, ơi người ơi. Càng lái ra đồ nàng, bông rồi lại mây bông, rồi lái ra đồ nàng, bông rồi lại mây bông. Một vườn bông, một rừng bông xuất hiện trên sân khấu ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị trong ban giám khảo. Mời các anh chị về chỗ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên của chương trình hôm nay, phần thi hội ngộ. Trăng nước đêm mùa xuân, ánh trăng bỗng nhiên dịu kỳ, như sáng soi tâm hồn người nữ khách tha hương. Lắng nghe réo vang tiếng đàn lục quyền cầm ngân nga từ xa. Véo vào tâm hồn muôn ngàn nỗi nhớ, mỗi khi xuân về đàn reo tấm trong trăng ngàn thành muôn vàng tiếng ca tràn lan. Đàn reo thì thuộc yêu đương, lứa đôi tư tình bên nhau, cùng đàn xóa niềm thương đau cho thấm thương ngày xuân. Cùng nhớ cùng thơ hồi tiếng đàn cứ rung rung nềm xúc cảm. Ta đứng nơi đây giữa mùa xuân hạnh phúc mà lắng động tình xuân bằng muôn tiếng tơ đồng. Nhẹ nhẹ nàng xuân lan lỗi vào lòng, hồn lữ khách chợt nghe tình lặng, nếm môi mềm là mật ngọt của tình xuân. Bước chân nào sao xuyên bấn khuân, sợ ấm ta làm bức tranh hồng dở dùng. Nụ tầm xuân trắng tràn bao nhờ sống, chờ đợi bàn tay về vuốt cánh xuân nồng. Trần gian tuyệt vời, xuân ơi đến bên đây rồi. Tha thiết trong lòng ta, ơi cố tình xuân hòa theo cung đàn say đi.
yêu nhịp nhàng. Xin hãy cùng say mộ dưới trăng vàng, trăng thật dịu dàng. Ta ngất ngây say trong chén miệng cay sâu ngọt ngào, thấy từng lời mặt âm. Này mắt này môi này mùa xuân tươi, thấm quyện vào tim là vang tiếng ân tình. Mùa xuân hay là em đang kề cận bên mình, ta nâng phím lục quyền cầm trôi điều em dịu dàng vũ khúc. Đang trần gian hay lạc chốn cung tiên, hồn lãng đãng bên dần trắng ngà ngọc. Mùa xuân ơi hãy gần bên ta mài, cho niềm vui bất tận đến muôn đời. Đùa vui kia muôn chim hót, chết đời liêu lo chắc chắn đâu đây lời ca thiết tha tình xuân. Gió mang thư về bên em đang xuân thao thức, ngỡ như hương tình trong lòng.
Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức bài Tân Cổ Xuân Về Lục Cầm Réo của tác giả Tô Thiên Kiều với phần thể hiện của 4 thí sinh ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin mời các vị giám khảo chúng ta đoán thử xem các bạn ở đây đang thể hiện hình tượng của người nghệ sĩ nào ạ? Cái người nào mà khi mà có một cái sự thần tượng mà cực kỳ thần tượng á thì nói cá lên là nghe biết là thần tượng ai liền rồi. Dạ vậy chị Hằng đoán thử xem là ai ạ? Hằng Ni thì ca rất là giống Phượng Hằng. Đúng không bà con? Thanh Phường và Văn Toàn thì chị lắng tai nghe là coi như là Thanh Phường là có cái nét, cái giọng nhẹ nhẹ, mỏng mỏng, cái thoáng thoáng hơi gió, và cái ngân 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 á thì giống Trọng Phúc. Đúng không Phương? Em thần tượng anh Trọng Phúc phải không? Còn Văn Toàn thì em để ra riêng một bên đi. Bình An. Trời ơi, ca cái lực giống cô Diệu Hiền quá chừng lúa đất luôn, phải không vậy? Phải thần tượng cô Diệu Hiền không? Đúng không? Nhưng mà có một cái là Văn Toàn ơi, chị nghe mà chị không đoán được là coi như em thần tượng ai. Dễ nghe quá mà chị. Chị nghe không được. Trời ơi, em nghe cái là biết Trọng Phúc liền. Hai sao? Bạn đều là Trọng Phúc hết. Chị nghe không, nghe không giống Trọng Phúc. Giống Trọng Phúc. Em có phải em hóa thân anh Trọng Phúc không? Dạ, em hóa thân anh Trọng Phúc. Thấy chưa? Em nhận ra Trọng Phúc liền mà. Em bộ chị cãi vậy thôi. Chị biết là em mới là thần tượng anh Trọng Phúc chứ bộ à. Để cho mọi người á. Dạ. Vỗ tay lớn lên cho em. Sau khi người ta xác nhận rồi chị Hằng mới nói chị Hằng giả bộ. Không có. Dính gì vậy mà chị mới là vừa nói Văn Toàn và Thanh Phường. Thấy không, chị nói hai em thấy không. Nhưng mà chị nói Phường trước nhưng mà Toàn chị để riêng đó sau. Để cho có một cái sự thắc mắc của ban giám khảo và dạ. Thắc mắc của khán giả. Dạ em dạ. Cảm ơn chị. Phải để dạ. Gì chứ. Dạ đúng rồi, cảm ơn chị. Dạ. Dạ, còn với anh Kim Tử Long thì sao ạ? À, thì cái cô bạc áo hồng á thì là cổ ca giống Phượng Hằng. Cái cô bằng áo dài cũng hồng mà hồng cũng đào. Hồng đào á thì ca theo phong cách của cô Dự Hiền. Còn hai bạn kia là có luyến lái theo anh Trọng Phúc nhưng mà âm á thì không có giống Trọng Phúc. Nếu mà ai mà đã từng nghe Trọng Phúc hát rồi, đã khán giả mà nghe Trọng Phúc hát thì âm của Trọng Phúc là âm ca ốc o, có nghĩa là ca trên nóc, trên nóc ốc, chứ không có ca từ lồng ngực ra xuống. Ca xé mây xé gió. Vì vậy cho nên là tụi em còn thiếu cái đó đó. Còn đối với lại bạn Bình An á, hồi nãy em có một cái đoạn mà em chồng đó, em thấy đó là em dùng hết lực để em tống hơi em ra. Còn cô Dị Hiền cổ lên, mặc dù rằng thấy là rất là cao, rất là mạnh á, nhưng mà vẫn nghe mỏng manh. Cố gắng vô trong nữa mình sẽ tìm những cái gì mà giống nhất và ưu điểm nhất của người nghệ sĩ thần tượng mình đưa ra. Phải nói là bạn nào cũng giỏi hết nha. Kêu bằng là cân đông đo đếm cũng dữ dàng lắm mà khó lắm mà nha cho mình. Nhưng mà anh có lời khen với bạn Phường đó nha. Em có một cái đặc điểm riêng của em á là cái ngân của em á lạ. Trong sân khấu cải lương chưa có ai có cái giọng ngân đó của em. Nên giữ cái đó. Giữ ngân nha. Nhưng mà giữa hai bạn nam á thì chị Mỹ có cảm giác á là Toàn ca nhiều cái giống anh Trọng Phúc hơn. Ráng đi tới chút xíu nữa ha cưng ha, để nhặt lấy những cái gì hay nhất của anh Trọng Phúc. Mà hồi nãy chị Mỹ thấy là em xử lý có nhiều cái giống anh Trọng Phúc lắm. Còn Phường á thì cũng có giống nhưng mà cái hơi của Phường á nó chưa tới. Ráng cố gắng. Chị Mỹ hy vọng là vào vòng sau em sẽ tỏ ra nhiều hơn. Còn bây giờ thì kềm chế một chút xíu lại để mà gạt ban giám khảo phải không? Còn Hàng Ni thì thôi, chị biết em cũng nhiều lắm rồi, nghe ca cũng nhiều lắm rồi. Thì thật sự á, cái chất ca của em, cái giọng của em cũng đã giống chị Phượng Hằng rồi. Cái đó là cái lợi thế của em. Còn Bình An thì các anh chị đã góp ý với em rồi đó. Em có rất là nhiều điểm là hát giống cô Diệu Hiền nhưng phải tiết chế lại. Rồi, chị hy vọng bốn bạn vào vòng sau sẽ tỏa sáng nhiều hơn. Dạ, cảm ơn các vị trong ban giám khảo ạ. Và bây giờ thì muốn rằng các bạn hãy giới thiệu về mình một chút cho quý vị khán giả có thể hiểu hơn, biết hơn về mình nha. Đầu tiên là Phường nè. Thanh Phường thì hiện tại quê của Thanh Phường là ở Kiên Giang. Công việc chính của Thanh Phường là một kỹ sư nuôi trồng thủy sản. Nhưng mà mình rất đam mê về cải lương. Nói chung là trong cuộc sống hàng ngày là phải có cải lương. Nếu như không có lương thì không thể làm công việc khác được. Quá tuyệt vời.
anh kết cái câu nói đó của em đó. Đúng rồi, cuộc sống thường ngày của chúng ta không thể nào thiếu cải lương được. Nếu như chúng ta đã là cái người yêu thích cải lương và gọi là sống với lại lời ca tiếng hát của cải lương thì không có ngày nào mà không hát được, không ngày nào mà không nghe. Em có thể nhịn đói một hai ngày nhưng không, một ngày không nghe cải lương có nghĩa là mình rất là buồn. Ồ, cảm ơn em. Dạ, rất là dễ thương ha. Và anh hy vọng rằng những lời nói của em ở tại chương trình Nghệ sĩ thần tượng này sẽ đem lại nhiều cái hạnh phúc hơn nè, nhiều cái kết quả tốt hơn trong cái cuộc đời mà em đang chọn, đó là đi hát giọng cổ cải lương ha. Tiếp theo xin mời Bình An giới thiệu nè. Dạ, em cũng xin giới thiệu, em tên là Châu Bình An. Em đi đến đây để phục vụ là cũng nhờ ông xã của em. Ông xã em là ai? Em xã em tên là Thái Điền, Trung Thái Điền. Hóa Thái Điền, Giang Châu. Giang Thái Điền. Hóa thân thành nghệ sĩ Giang Châu. Hai vợ chồng cùng tham gia một cuộc thi luôn. Nhưng mà tới khi em thi thì ông xã em có đi theo để ủng hộ tinh thần cho em không? Dạ có. Đâu? Dạ, ngồi em dưới luôn hả? Em mời anh. Đó kìa, đó, đưa tay kìa đó. Ngồi dưới đây. Và tiếp theo, xin mời Văn Toàn. Em đến từ Bình Chánh. Công việc của em là shipper. Dạ. Oh, super hai bánh à. Cưng vậy. Cưng quá trường lương. Hay quá, cái công việc đó của mình là mình đi giao hàng cho mọi người. Có bao giờ tới nơi cái chỗ đó rồi mình hát cho khách nghe luôn không em? Nhiều khi buồn quá em tự hát luôn á. Mấy anh mấy chị đi xe cùng với mình á. Giờ mình á. Vừa chạy xe vừa ca luôn. Vừa chạy vừa hát hả? À, rồi mình có tham gia ca hát ở đâu không? Dạ, nói chung là hồi nhỏ thì em cũng thích lắm. Nhưng mà không có điều kiện, chỉ nghe anh chị cô chú hát trên đài. Cho nên là mình chưa có tham gia ở đâu hết. Dạ, đúng không? Dạ, dạ. Đây là cái sân chơi đầu tiên mà mình dám tham gia. Dạ. Rồi, cảm ơn em nha. Chúc em sẽ thành công với cái sân chơi này nha. Và mời Hằng Ni nè. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Hằng Ni. Em đến từ Bình Dương ạ. Dạ. Công việc của Hằng Ni là gì? Dạ, em là nghệ sĩ tự do. À, là mình đi hát được bao nhiêu năm rồi Ni? Dạ em đi từ nhỏ rồi anh. Và lúc mình đi hát là mình cũng hát với cái giọng hát mà của nghệ sĩ Phượng Hằng như thế này. Dạ hồi đó mẹ em đi đoàn thì mẹ có cái cassette hồi đó đó. Lúc nào em cũng nghe chị Phượng Hằng á, nghe rồi thuộc nhiều bài của chị Phượng Hằng. À, dạ. Và ngày hôm nay mình đến đây để mình thể hiện cái lòng yêu thích của mình với nghệ sĩ Phượng Hằng. Thân tượng. Dạ. Đó là 4 thí sinh của ngày hôm nay và dành cho họ một tràng vỗ tay nữa nha thưa quý vị. Và bây giờ mời các bạn vào trong để chuẩn bị cho phần thi tiếp theo. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần thi thứ hai, đó là phần thi song ca. Lúc này thì các bạn sẽ chia thành hai cặp để cùng song ca một bài tân cổ giao duyên hoặc là một trích đoạn cải lương nào đó. Và cái phần thi đầu tiên này sẽ đến từ hai anh chàng cùng hóa thân thành nghệ sĩ Trọng Phúc. Đây là một cái điều khá đặc biệt khi trong cùng một đêm thi mà có hai thí sinh thể hiện cùng một nhân vật, cùng một thần tượng của mình, đó chính là nghệ sĩ Trọng Phúc. Vậy thì chúng ta hãy xem thử coi giữa Văn Toàn và Thanh Phường, bạn nào sẽ hóa thân thành nghệ sĩ Trọng Phúc một cách trọn vẹn nhất nha. Và hai bạn sẽ mang đến cho chúng ta một bài của soạn giả Viễn Châu, Hàng Võ Biệt Ngu Cơ. Chiều ta xa xa trống tiếng đơn giao, rừng sâu đều cao khói sương dập trùng, lửa bình gặp trời nhìn về quê xa. Mất mô nương gió râu lên đường, nằm ngồi cho ai ta bóng dâng lời trả. Trời ơi tiếng sáo tay lơ như mẹ mai, người tiếc giọng đang đứng bơ vơ trong tiếng trong kinh quang. Các bụi mờ bay
trắng tàn, bên tay ta còn nghe vang vang dòng dài của tiếng sao. Ta có ngờ đâu một đời dậy dùng ngang dọc của hàng gió sở ba ba ngàn từ để dông thân cung điện quý hoàng cùng chìm trong khói lửa. Không thương còn nổi trận mưa xa, dòng lệ hận chán hòa tình đất nôi. Trước mặt ta là tràn gian cạn lối, nẻo quay về có nỗi dời chân. Ngu cơ hại đáo ta dục gió buông cơn, tìm lối thoát thân giữa hồi quy êm. Trên bước đường tùng nơi rừng sâu núi thẳm, vượt suối băng ngàn để tìm lối đào vong. Tuy chiều mênh mông con sông xanh nổi sông ba đào, bên nước cô gian đã ngăn buồn cạn nàng ơi. Trong lúc giận cùng mà ta có nỗi tổn sinh, trời ơi nàng đã bỏ ta giữa bốn bề khói lửa. Nhìn thấy ai gian hòa máu đỏ khiến cho ta chan chứa lệ anh hùng. Cùng mất ta còn mặt mũi nào nhìn non nước cỏ cây. Ôi máu nhộm hồng quán ấu mạnh xiêm y, ta chua xót ngậm ngùi rơi nước mắt. Trong khi trước mặt ta là trùng dương bát ngát, bên ô gian đang cuộn sóng ba đào. Nàng có lần khuất đâu đây, hãy giúp ta thoát khỏi dòng tường. Mưa nặng hạt dưới khung trời bão tố, chẳng biết giọt mưa sầu hay giọt lệ đầm chân. Ngủ cơi, ngủ cơi, nàng hãy tạm đập đây thâm
à, ngắm cái dùi sâu dưới ba tấc đất, trên lưng tấn mã ngậm ngùi ra nước bắn tà ra đi trong tiếng gió mưa rừng. Trời ơi, cả một thời oanh liệt đất gian đông, nay chỉ còn lại nhất nhân nhất mà khi cả một đấng anh hùng đã tan tành theo một nước vô gian. Rất là thú vị khi hai thí sinh của chúng ta cùng thể hiện người thần tượng của mình là nghệ sĩ Trọng Phúc với bài Hạng Võ Biệt Ngu Cơ. Các em khi hát cái bài này có cảm giác là khó khăn gì không? Dạ, ngày hôm qua em bị mắc mưa 2 ngày. Mắc mưa là mình đi giao hàng mình bị mắc mưa hả? Rồi về có bệnh không? Nhưng dù có bệnh nhưng mà em vẫn xuống cầu Vòng Cổ, nhất định phải xuống cho bằng được. Xuống cho bằng được. Còn với Phương thì sao nè? Thấy em hát rất là say mê với cái bài hát này luôn, trong hình tượng của nghệ sĩ Trọng Phúc hả? Dạ, nói chung là em thoải mái hết mình trên sân khấu ạ. Thoải mái hết mình trên sân khấu. Và hai bạn đã làm tốt cái phần thi của mình. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lời nhận xét từ phía quý vị trong ban giám khảo nha. Xin mời nghệ sĩ Thanh Hằng. Nói đến Phương thì chị nhắm mắt lại khi nghe em ca đó, để cho có thấy rằng em có giống anh Trọng Phúc hay không. Thì có. Còn với Văn Toàn thì chị rất là cố gắng lắng tai nghe. Nhưng nghe trong cái đó thì chị cảm giác rằng là em rất thần tượng nghệ sĩ Trọng Phúc. Nhưng mà hầu như là trời ban cho em có một cái chất giọng em không giống anh Trọng Phúc. Chị hy vọng rằng chương trình sẽ phát sóng lên và em sẽ nghe lại. Rồi em sẽ cảm thấy rằng là nó sẽ giống chỗ nào và nó sẽ không giống chỗ nào. Nha em, chị cảm ơn em. Cảm ơn giám khảo Thanh Hằng ạ. Xin mời giám khảo Thời Mỹ. Cảm ơn hai bạn đã cho chị nghe một bài hát mà người bạn diễn của chị là Trọng Phúc đã thường hát cái bài này. Chị Mỹ không biết là hai bạn có bị áp lực không, nhưng mà khi ra song ca thì những cái mà Toàn có ở vòng trước á, của cái vòng tứ ca đó, thì bây giờ hoàn toàn ở đây Toàn không có còn giữ một cái gì của cái vòng trước hết trơn á. Coi như là tự do ca theo mình thôi. Còn ở Phương thì chị Mỹ thấy là giọng ấm và cái cách ca là của anh Trọng Phúc. Chị Mỹ có nói với anh Long, cái giọng em tuy không có xé như là anh Trọng Phúc, nhưng mà nó có cái giọng ấm giống anh Phúc. Chị Mỹ chúc mừng hai bạn nha. Dạ, cảm ơn giám khảo Thời Mỹ. Xin mời giám khảo Kim Tử Long ạ. Toàn, em có bao giờ em ghé em shipper cho anh không? Anh cũng bình dánh luôn nè. Dạ, chưa. Anh là mua đồ mạng nhiều lắm nè. Chắc chưa có duyên à. Ghi địa chỉ vô, bữa nào ghé nhà anh. Cái giọng của em á, nếu như có người chỉ em, luyện em, giọng em rất hay. Nhưng mà giống Trọng Phúc thì không giống. Tại vì cái chất giọng của em nó không có cái bén, không có cái gió ấp o như là anh Trọng Phúc. Còn về Thanh Phường, em hãy giữ cái luyến lái của em, đừng bỏ nha. Đó là một cái đặc biệt của em đó. Một câu giọng cổ mà người ta tìm ra được một hai chữ gì riêng á, khó lắm. Huống hồ gì từ nãy giờ anh nghe em ca là em có nhiều chữ của em lắm. Thì em giữ nên cái giữ cái đó. Còn những cái mà em đang cố gắng ca theo cách ca của Trọng Phúc, vì em thần tượng Trọng Phúc, cho nên là em có những cái cũng gần giống á. Chứ nếu mà nói mà giống đến mức độ là 90% thì chưa được. Tại vì em đã có cái riêng của em rồi. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Vừa rồi là những lời góp ý để chúng ta có thể hoàn thiện hơn ở cái phần thi sau. Và đặc biệt là với những cái sự tinh tế mà giám khảo đã chỉ ra cho chúng ta thấy, thì hy vọng rằng các bạn sẽ nhớ để làm tốt hơn ở phần thi đơn ca nha. Một tràng vỗ tay dành cho Văn Toàn và Thanh Phường. Thương quá à, trời ơi. Dạ thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần thi của Hàn Ni và Bình An, với hóa thân thành nghệ sĩ Phượng Hằng và nghệ sĩ Diệu Hiền trong một bài tân cổ của soạn giả Viễn Châu, Thiên Thai. Mời quý vị cùng lắng nghe. Thank you.
chiều nay vang lưng trên sông. Nhân lưu minh ngày xưa lạc tới đầu người. Kia đường lên tiếng, kia đường hướng nghiêng, theo gió biến đàn sao xuyên. Đó vậy mới được. Vào cõi mộng nghe đê mê sao xuyến tầng tâm hồn. Cảnh sắc mong lưng làm tim ta ngây ngất lạ thường. Người đẹp nhìn ta với nụ cười e thẹn xiêm nghe thường. Trầm hương đây là đồng đạo quyên mà tiếng sáo chơi chơi như dòng suối ngọc tuyền. Tiếng sáo mơ hồ reo rắc khúc tình duyên khiến kẻ trần gian quên leo về dương. Yeah.
dời dời bóng mây ngàn. Cửa đồng đầu non bóng chốc đã xa mờ, có những lúc nằm bên nàng ngọc nữ, nhìn đôi hạt vàng tung cánh giữa trời xanh. Rồi bây giờ đôi ngã cánh ngăn, tiếng sớm bắt náo lùng khi tiếng gì cạn chén quỳnh tướng ba cố ngăn dòng nước mắt. Khi lá đào rơi chắc bước kẻ dương trần, quá thương cửa đồng còn thơm mãi, nước chảy dòng trần luôn chảy xuôi. Quá là ngang tài ngang sức phải quý vị. Một trăm vỗ tay nữa dành cho hai thí sinh của chúng ta, Bình An và Hàng Ni. Hôm nay các bạn đã làm rất tốt phần thi của mình. Xin mời ý kiến từ các vị giám khảo. Mùa xuân hoa nở là gì em? Hết hồn. Hết hồn. Dạ, tại sao ban giám khảo lại dành cái câu này luôn cho hai thí sinh của chúng ta? Trước tiên là cho tôi nói về Bình An. Cái bài đầu với cái bài này là cô Diệu Hiền thường lòng chất xuân vào trong câu vọng cổ, mà em đã thể hiện được cái đó. Dạ, em cũng hỏi ý kiến của ông xã em á, em có thể pha xuân được không? Ông xã nói thì em cứ ca giống cô Diệu Hiền đi. Đó, dạ. Mình cảm ơn ông xã. Cảm ơn ông xã rất nhiều nha. Cảm ơn Thái Điền. Đó là mà, đó là cái ưu điểm của em. Cho em nói cho chị xin nói cái này để em quên. Tại em, vì lát nữa chị quên nữa, cho chị chen vô chị nói. Chị xin một câu thôi nha. Một chữ một thôi. Một câu chứ một chữ là được. Một chữ là chứ đó. Em là hết rồi. Một câu. Cái mà đặc biệt của cô Diệu Hiền đó là trong cái một cái dấu gì mà cô Diệu Hiền phải nó đặc biệt nhất? Dạ, dấu sắc. Dạ. Đó, cho nên tại sao cái em xuống giọng cổ rồi. Rồi hết rồi, một câu hết rồi. Vậy thôi, lát rồi chị nói. Bây giờ cho em đi. Em mấy câu? Cho em hai câu. Hai câu thôi. Hai câu. Hai câu thôi nha. Hai câu, hai rồi câu. Nói đi. Trời ơi, em ca cái hò hai. Cái hò hai giống cô Diệu Hiền ha. Rồi em ca dứt bốn nhịp cuối của câu hai của em. Cái rung ngân của em á tuyệt vời luôn. Ba người giám khảo ngồi chỉ chắc lưỡi thôi. Hết. Quá hết hai câu rồi. Hết hai câu rồi. Hết hai câu rồi. Em hết được quyền nói. Tính nói nữa mà không cho. Giờ tới anh nói tiếp. Cái dáng đứng của em cũng giống cô Diệu Hiền nữa. Em cái tay em đưa ra cũng giống cô Diệu Hiền. Mặc áo dài mà dáng đứng như đầu gió cho nói vô nữa không? Không, mặc không áo được. Dài mà mặc dáng. Một câu thôi. Vậy thôi. Một câu thôi, được rồi, để em nói với không, chị. Cái bài này giống như là em đang diễn một vai kép vậy đó. Ừ. Nhưng mà em hát vai kép mà. Mặc áo dài nhưng mà dáng đứng như là đầu gió vậy đó. Vậy thôi, rồi được. Đó rồi, là rồi. Đó là dáng của cô Diệu Hiền. Dạ. Cổ dù cổ có ca mùi mẫn hay cổ có đồng đào thương đi chăng nữa, cổ đứng trên sân khấu là như vậy. Yeah. Nói chung có mà hai câu cổ tôi đứng à. Tấn công mà những đứng. Gì của cô Diệu Hiền có là em đem đây hết trơn rồi đó. Dạ. Hết rồi. Đi. Rồi bây giờ nói tới Hằng Ni. Hằng Ni hôm nay cách thể hiện đứng với tà áo dài, cách ngẩn ngơ, cách nhìn, cách cầm micro, cách diễn giống chị Phương Hằng rất nhiều, giống đến 90%. Còn cái làn hơi của em, trời đã cho em như vậy. Em nói ra cũng giống Phượng Hằng, chứ đừng nói ca. Dạ, em cảm ơn anh. Ok. Dạ. Chưa cho Mỹ nói cái, nãy giờ mới nói ké thôi à. Bây giờ tới chị à. Phải không? Nói đi. Cái bài Thiên Thai này á là rất mới. Bài mới đúng không? Có thể là cô Diệu Hiền chưa bao giờ ca cái bài này đâu. Nhưng mà chị không hiểu tại sao mà em thần tượng tới cái mức độ mà bao nhiêu cái tinh hoa của cô Diệu Hiền chỉ có 5 phút trên sân khấu thôi mà em đem lên hết trơn, hay quá vậy Bình An. Em cũng tập vợt ở nhà dữ lắm rồi chị. Nhớ giữ lại nha cưng. Dạ. Còn Ni, đừng thé, tiết chế lại những cái mà mình lên cao thì sẽ rất là hay. Chị hai có nói gì nữa không? Nói chứ. Mà phải nói là đúng như cái ý nghĩ của chị Thanh Hằng nói luôn. Chị rồi, nói chung là vậy nè. Là mùa xuân qua đỡ là gì em?
chốt luôn. Dạ, thưa quý vị. Ủa, rất gì làm cho chị nói luôn hả? Dạ, rất ít có một cái phần thi nào của thí sinh mà ba vị giám khảo tranh nhau để mà nói như vậy. Là bởi vì họ quá yêu, họ quá thích các bạn đi. Cho nên là họ đều mong muốn thể hiện cái cảm xúc của mình. Dạ, đến giờ chị Hằng vẫn chưa được cảm thấy thoải mái vì chị chưa được nói riêng một mình. Chị bị ức chế lắm. Dạ, chị đứng lên chị nói đi. Chị nói đi chứ không cho chị nào. Dạ, nói rồi. Là chị không có chịu tấm màn cái... Dạ, chị nói đi. Cái tiết mục của hai em phải nói thật sự nó hòa quyện cùng với nhau. Phải nói cảm ơn là tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã dựng lên một cái màn led rất là tuyệt vời. Và nó pha trộn trong đó rồi nguyên cả ban nhạc đánh cho các em. Rồi đạo diễn Hữu Quốc đã dạy cho các em, chỉ cho các em một cách kêu bằng là xử lý bốn nhịp chót mà hai em ca đồng cùng ca với nhau. Nó rất là xuất sắc luôn. Cho em nói vậy thôi. Dạ chị, dạ, Hằng ơi, chị Hằng ơi. Chị Hằng ơi, chị khen mà em sợ đó. Thôi vậy. Dạ. Chị ngồi xuống giùm em đi nè. Kèm đây. Mùa xuân qua nở là gì em? Dạ vô nhịp. Dạ cảm ơn các vị giám khảo và chúc mừng Hằng Ni với Bình An đã làm quá tốt phần thi của mình này để cho các vị giám khảo vô cùng phấn khích. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Dạ em cảm ơn ba vị giám khảo thân thương. Dạ, rất nhiều. Cảm ơn ban nhạc ạ. Dưới ánh đèn sân khấu, nghệ sĩ thần tượng tuần này là sự hóa thân vào các giọng ca kinh điển. Như bồi ra đi trắng xóa trong mưa, đôi mắt người thương như bồi hồi đưa tiền xứ lạ đón em là một vùng tuyết phủ đông lạnh từng cơn xe sắc lệ thương. Phương Hằng. Phương trời nào ai còn nhớ chắc hả? Nơi gió xưa quê trời ngày vẫn còn đó quê. Anh rất là ngưỡng mộ em. Em là một hiện tượng. Nhớ một người chị mới đây có mấy tháng thôi mà đã xa nhau rồi. Giọng ca vàng không có bao giờ, không có ai mà thay thế được hết. Và bây giờ là sự xuất hiện của MC Đại Việt. Đại Nghĩa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng. Thưa quý vị, chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng do Đài Trình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện. Và hàng tuần vào lúc 21 giờ thứ Bảy trên kênh Trình Vĩnh Long 1, chúng ta sẽ gặp nhau trong chương trình này. Và ngày hôm sau, chương trình sẽ còn được phát lại vào lúc 13 giờ trên kênh Trình Vĩnh Long 2. Mọi người nhớ khung giờ này để mà đón xem nha. Và thưa quý vị, với chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng thì chúng ta thấy rằng đây thật sự là một nơi để chúng ta nhớ và chúng ta tôn vinh những giá trị nghệ thuật của sân khấu cải lương, cũng như là những bậc tài danh, những bậc tiền bối của sân khấu cải lương, những người của thế hệ trước. Nhưng những giá trị, những sản phẩm, những vai diễn, nghệ thuật mà họ để lại cho đời thì vẫn còn tồn tại mãi mãi. Và thế hệ trẻ sẽ là những người tiếp nối với niềm đam mê nghệ thuật cải lương của mình. Họ sẽ hóa thân thành những thần tượng mà mình yêu thích để mong muốn truyền tải đến tình yêu của mình với tất cả quý vị khán giả, cũng như là thắp thêm ngọn lửa tình yêu dành cho sân khấu cải lương nơi các bạn trẻ. Và để có được một chương trình thành công và hoành tráng như thế này, là một sân chơi bổ ích cho những người đam mê cải lương, thì chúng ta phải gửi lời cảm ơn đến rất là nhiều người. Trước tiên là sự ủng hộ, là sự yêu thương từ phía quý vị khán giả theo dõi chương trình. Và sau đó phải gửi lời cảm ơn đến tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam, giám đốc nghệ thuật là nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc cùng với soạn giả Tô Thiên Kiều. Còn ngay tại trường quay của chúng tôi thì để có không khí tưng bừng náo nhiệt và hỗ trợ tinh thần cho các thí sinh thì chúng ta phải cảm ơn các khán giả có mặt tại trường quay và làm nên thành công cho các tiết mục của các thí sinh. Xin được gửi lời cảm ơn đến ban nhạc Duy Kim. Và ban nhạc sẽ là những người hỗ trợ để nâng đỡ các thí sinh và những người mà sẽ giúp cho các thí sinh nhận ra điểm hay hoặc là những điểm nào mà chưa hoàn thiện của mình qua những phần thi, đó chính là ban giám khảo. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ chào đón ban giám khảo của chương trình. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón nghệ sĩ Thanh Hằng.
và cặp đôi giám khảo được yêu thích nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long và nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Đẹp vậy, lý do gì mà ban giám khảo bên ấy đẹp vậy? Đi ra cùng tông với nhau đẹp xuất sắc luôn. Tại sao? Qua bao nhiêu năm đứng trên sân khấu rồi, cũng từ Nam ra Bắc rồi, không biết bao nhiêu cái chuyến lưu diễn mà phải dầm mưa dãi nắng, đi ghe, đi đò, đi xuồng, ngủ trọ nhà dân, thậm chí mình ngủ bờ, ngủ bụi. Vậy mà đến ngày hôm nay các anh chị vẫn giữ cho mình được cái sự thanh xuân trong nghệ thuật và cả cuộc sống nữa. Chị Thanh Hằng và Thoại Mỹ uống sữa cao. Uống sữa cao, cao, cao. Bởi vì bữa hôm nay hai người quá trời cao. Uống sữa cao hả anh? Uống sữa cao. Uống con ly tự nhiên cao liền vậy đó. Chị hai, hôm nay em nhìn thấy chị trẻ hơn, đẹp hơn. Đến ngày hôm nay vẫn giữ được một cái sắc đẹp như thế này. Trời ơi, tự tin quá. Tự tin quá. Tự tin quá chị hai. Sắc đẹp như thế này nó chết trời ơi. Thanh xuân trong vai diễn của mình và thanh xuân cả cuộc sống đời thường nữa. Chị tự tin quá. Tại em mới nói chị đẹp, mới nói chị đẹp. Thì chị phải tự tin cái điều đó. Đó là chính nhờ một cái sự gọi là quan trọng vô cùng, lớn vô cùng và tri ân vô cùng. Đó là sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả đó. Đã là một cái động lực lớn cho tất cả anh chị em nghệ sĩ chúng tôi có một cái tinh thần lạc quan thoải mái để đem hết những gì tươi đẹp nhất, những gì tốt đẹp nhất của sân khấu để cống hiến và phục vụ cho quý vị khán giả thương yêu. Dạ, cảm ơn chị Hằng. Còn với chị Mỹ thì sao ạ? Chị cũng vậy thôi. Chị nhớ là hình như là cái tập nào Đại Nghĩa cũng khen chị đẹp phải không? Dạ, tại vì tập nào chị cũng đẹp. Phải mà dạ. Mà có thiệt vậy không anh Long, cho em tự tin chút coi. Em vừa đẹp mà em vừa cao nữa. Thôi không sao đâu, chút nữa em vô mang đôi dép thấp thấp để cho xứng với anh nha. Đẹp đôi không? Đẹp đôi không? Đồng đồng em người ơi. Phần thi đầu tiên là phần thi mang tên hội ngộ, có nghĩa là trên sân khấu của chúng tôi sẽ xuất hiện cùng một lúc 4 thí sinh, nhưng mà chúng ta cũng chưa nhìn rõ diện mạo của họ đâu. Chúng tôi cũng không tiết lộ cái thần tượng mà họ đã lựa chọn để hóa thân là ai. Chúng ta sẽ lắng nghe và chúng ta sẽ đoán xem cái người mà họ lựa chọn là thần tượng và họ đang hóa thân là nghệ sĩ nào nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến vòng thi đầu tiên, vòng thi hội ngộ. Trời lạnh giá từng hồi cơn gió thổi, bông tuyết rơi, từng bông tuyết rơi rơi. Giống Minh Phụng vậy ta. Thu bơ vơ phiêu bạc xứ người. Minh Dương. Thương nhớ lắm quê nghèo mùa mưa. Chiều ở nơi đây trăng sáng quanh ta một vùng trời tuyết phủ. Ôi mùa đông xứ người buồn ba cái lạnh từ đâu như băng giá linh hồn. Nhìn xa xa từng sợi nắng dạo lên bài giả cổ hoài lang, ngó lại quanh mình trơ trọi có ai đâu, thì ra tiếng hát vang lên từ tâm khảm như tiếng lòng của một kẻ tha hương. Giữa chiều đông buồn nhớ thương về quê cũ. Nơi chốn xưa quê hương, ngày ngày bơ
sao kiếm về. Năm tháng chưa hề phôi phai. Trời ơi, dễ thương quá. Dễ thương quá. Hồi hồi đưa tiền xứ là đón em là một vùng tuyết phủ đông lạnh từng cơn xe sắc lệ thương Phượng Hằng sâu. Đường trần phiêu lãng bao ngày qua, phương trời xa nhớ thương quê nhà hiu hắt, tuyết rơi mỗi khi đông về, trong gió nghe nào nề nói về quê nhà ta. Đã mấy mùa đông mấy bận tuyết rơi, mấy mùa mong đời lòng băng khoăn nỗi niềm hoài, giọng cô hương ơi sao cách biệt muôn trùng. Ngày lặng đêm nghe gió lặng náo lòng, chỉ thấy bao giờ nỗi niềm đóng lòng ta ở phương này mà hồn với gì đâu. Nhớ mưa đầu mùa tắm mát giữa dòng sông, nhớ nắng hạ chói chang ta gặt lúa trên đồng, mà bây giờ hình ảnh đó xa xôi, đợi mùa đông qua xuôi giá buốt tâm hồn. Diễn diễn quá, diễn cũng giống thôi nha. Mùa đông bông tuyết rơi rơi, ta nghe trong gió từng lời thương nhớ, nỗi lòng một kẻ ta nhìn bông tuyết rụng mà ngỡ như mưa ở quê nhà. Lá chớp trên cây theo gió rụng lá đà, hỏi người đi và hỏi người ở lại, hai phương trời có đợi chờ nhau. Đông chưa tàn trong tiếng nhạc lao thao, người có thấy mùa phương đang mời rồi. Quê hương và em vẫn ngóng trong dời dời, một người đi hò hẹn lúc tương phùng. Gió đông thôi lắng thơ bài, nhớ cho người nhớ lời thề năm xưa. Cố hương thương mấy cho vừa, đông qua phương lại sao người chưa quay về.
quá à, chị ơi. Dạ thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần thi hội ngộ 4 thí sinh của ngày hôm nay. Ban giám khảo cảm thấy như thế nào khi chúng ta vừa đến với cái phần hội ngộ này? Chị cảm động quá à. Thì mỗi một nhân vật mang máng một cái hình ảnh của một người nghệ sĩ, của một bậc tiền bối đã hiện lên. Phải nói thật sự rằng là ở dưới này ba vị giám khảo chúng tôi ngồi đây xúc động lắm. Dạ, đó là cảm xúc của ban giám khảo. Còn bây giờ trước khi để ban giám khảo đoán xem những thần tượng mà họ hóa thân là ai thì các bạn hãy giới thiệu qua một chút về mình nha. Xin kính chào ban giám khảo, kính chào MC Đại Nghĩa và quý khán giả xem đài. Dạ, tôi tên là Lưu Phước Quang, quê ở Cần Thơ. Phước Quang quê ở Cần Thơ, công việc hiện nay của mình là gì vậy Quang? Dạ, bây giờ là kế toán. Đó là Phước Quang. Xin mời thí sinh thứ hai. Mình tên là Hoàng Nhân, quê ở Cái Lậy, Tiền Giang. Công việc hiện tại của Nhân là gì? Dạ, hiện tại Hoàng Nhân đang làm công việc làm vườn trồng sầu riêng. Rồi bữa nay lên đây có mang trái nào theo không? Này đi gấp quá rồi không có mang theo, đợt sau đi Đại Nghĩa ơi. Rồi, đợt sau nghe, nếu như mình còn vào tiếp vòng trong. Vậy chứ nào giờ mình có đến với một cái sân khấu nào lớn như thế này chưa? Dạ, chưa. Chưa. Thành ra còn hồi hộp. Cho nên cảm xúc của mình thế nào? Cũng hơi hồi hộp luôn nhưng mà rất là vui. Cảm ơn bạn Nhân. Tiếp theo mời em gái xinh đẹp nè. Con tên là Hoàng Thị Hồng Yến và con đến từ vùng đất An Giang. Yến năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 16. Trời ơi. Mình biết là mình hát cái lương hay và mình yêu thích cái bộ môn này từ năm mình bao nhiêu tuổi? Dạ từ năm con 3-4 tuổi là con đã đam mê. 3-4 tuổi thôi, lúc đó mình còn nhỏ quá, còn đang bập bẹ nói luôn đó. Sao mình đã đam mê cái lương rồi, nhà có ai hát cái lương không? Dạ không, nhà con thì chỉ có 3 con đàn. Thì lúc nhỏ là con đã đi theo ba con đi hát luôn. Rồi cảm ơn con. Đây, cái nhân vật này làm mọi người ngỡ ngàng, sửng sốt khi mà bạn ấy cất tiếng hát lên. Giới thiệu về mình đi nào. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho phép con là Nhật Anh Dương xin kính chào ban giám khảo và quý khán giả xem đài, lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Dễ cương như sợ. Cái gì Dương nè? Dạ, Nhật Anh Dương. Nhật Anh Dương. Nhật Anh Dương sống ở đâu và công việc hiện nay là gì? Dạ, con đến từ ngã 7 của Hậu Giang. Và công việc hiện nay của con là lúc trước á, thì là con ở nhà phụ mẹ này nọ kia. Và bây giờ con được giống như cô chú thương, có kêu con đi hát ở đâu, con hát ở đó. Là mình cũng đi hát ở dưới quê của mình thôi phải không Dương? Dạ, dạ đúng rồi ạ. Có tham gia cuộc thi nào chưa? Dạ chưa. À, bình thường là cái giọng nói mình dày luôn á hả? Dạ đúng rồi. À, đến nay là nhiêu tuổi rồi Dương? Dạ năm nay con 22 tuổi. Năm nay 22 tuổi và có một cái giọng hát rất là đặc biệt luôn nha. Dạ, đó là một cái phần giới thiệu sơ qua về các bạn thí sinh đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Vậy thì bây giờ đến cái phần thử thách dành cho ban giám khảo. Mời ban giám khảo đoán các bạn thí sinh của chúng ta hôm nay hóa thân thành những thần tượng nào ạ? Chị hai em nói trước hay chị? Một thí sinh Lưu Phước Quang. À, khi nãy mà đèn chưa sáng lên là nghe em cất giọng hát lên rồi là ban giám khảo ngồi ở đây và khán giả cũng ngồi ở đây cũng lắng tai nghe thì thoang thoáng ở đâu có đó là tiếng của nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng. Dạ thưa phải. Nghe cái chữ phải thôi cũng giống nữa. Phải, dạ. Én mấy cái đầu chữ. Tắt đèn rồi, nghe là tưởng đâu nghe trong cái băng cassette là cái tiếng của chú Minh Phụng là rõ ràng luôn vậy đó. Yeah. À, còn với Hoàng Nhân á, thì rất là giống anh hai Minh Dương, rất là giống, giống nghệ sĩ Minh Dương. Có phải giống Hoàng Nhân? Dạ đúng ạ. Dạ hai người đầu tiên là chị Hằng đoán chính xác rồi đó. Bây giờ hai người còn lại nè, mời chị thêm ý. À, bé Yến ơi, khi mà bé Yến vô câu vòng cổ đó thì chị Mỹ nhận ra cái rơ ca của chị Phượng Hằng. Chị Mỹ nhận ra, không biết quý vị có thấy đúng như vậy không ạ? Dạ đúng rồi. Chính xác, dạ. À, em Dương, trời ơi, sao không tưởng tượng luôn luôn dạ. Ghét quá à. Phải nói là vừa cất giọng lên là chị Mỹ ngồi không được, phải đứng luôn. Giống gì mà giống dễ sợ. Từ cái diễn, từ cái đưa tay đồ này kia nọ, diễn cũng giống chị Thanh Kim Huệ luôn hả anh chị ha? Giống gì mà giống dữ vậy? Bộ coi chị Huệ nhiều lắm hả? Dạ thì con cũng xin chia sẻ luôn là con sinh ra đó con không được may mắn như mọi người. Thì lúc nhỏ là mắt con đã bị mù hoàn toàn. Con nghe cô hát đi lại. Rồi khi mà con thấy được ánh sáng á, cái con cũng có hát bập bẹ bập bẹ. Cái nhiều cô chú nói á là con hát cái tiếng rất giống cô Thanh Kim Huệ. Con nên hát vọng cổ đi. Rồi cái con hát từ từ từ, nghe cô hát từ từ rồi cái thấm vô máu hồi nào con cũng không hay. Con đứng trên sân khấu này
Đây là lần đầu tiên của con phải không? Dạ đúng rồi, đây là lần đầu tiên con đứng trên sân khấu lớn như vậy ạ, cũng rung lắm. Cái cưng dễ sợ nói chưa? Cái tiếng trả lời cũng y chang chị Huệ à. Ngày hôm nay chúng ta rất là bất ngờ với cái phần hóa thân này. Khi mà đèn còn tắt nha, các bạn kia hát, bạn này vẫn diễn say mê, vẫn đắm đuối. Vẫn đắm đuối mặc dù không ai thấy mặt mình cả. Lấy cảm xúc vẫn đắm đuối. Và mình thấy rằng cái tình yêu nghề của bạn rất là mãnh liệt. Dạ, đó là cái phần dự đoán của hai vị giám khảo về bốn bạn thí sinh hoàn toàn chính xác. Một tràng pháo tay dành cho hai vị giám khảo Thanh Thằng và Thoại Mỹ. Bây giờ thì em nhờ anh Kim Tử Long phân tích nhiều hơn một tí cho các bạn để các bạn có thể thấy rõ rằng là mình còn thiếu sót cái điểm gì hoặc là cái điểm nào mà các bạn đã làm được để tiếp tục phát huy. Xin mời giám khảo Kim Tử Long. Trước tiên là cho Kim Tử Long chào bốn thí sinh và cho Kim Tử Long được nói cái người nhỏ tuổi nhất, Hồng Yến. Con là một giọng hát hiếm, con là một nhân tố rất đẹp cho sân khấu cải lương về sắc vóc, về khuôn mặt. Và hôm nay con thể hiện Phượng Hằng á, thì là chú nhìn con giống như Phượng Hằng cách nay khoảng chừng 30 năm về trước. Phượng Hằng cũng như vậy, nhỏ nhắn như vậy, tóc cũng để như vậy, mặt mày cũng như vậy đó. Rất 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 là giống Phượng Hằng ngày xưa, hồi lúc còn nhỏ. Còn giọng của con, như khi con cất giọng lên thì vô giọng cổ đó, nghe nó có những chữ giống Phượng Hằng. Nhưng cái chất của con không phải là 100% là cô Phượng Hằng. Nếu như con được lọt vào vòng trong thì con hãy nghe kỹ cô Phượng Hằng hơn. Anh Quang, tôi nói thiệt, tôi ái mộ, tôi cũng thần tượng Minh Phụng lắm, mà tôi không ngờ anh sao mà anh ca giống Minh Phụng quá trời quá đất. Còn với lại Nhân á, thì hôm nay thì anh không biết là em có sức khỏe em như thế nào, nhưng mà là em hát với giọng Minh Dương thì cũng chưa có phải là giống. Nó có một cái chất giọng riêng của em. Chứ còn nếu mà nói giống về chú hai Minh Dương thì nó chỉ mới có được khoảng chừng 50% thôi. Dương ơi, anh rất là ngưỡng mộ em. Nha, rất là ngưỡng mộ em. Thứ nhất anh ngưỡng mộ em là tâm hồn em rất lãng mạn. Lãng mạn đây không phải là lãng mạn về tình cảm, mà lãng mạn trong nghệ thuật. Là trong bóng đêm em vẫn diễn, mà em diễn một cách gọi là say mê đó. Không có cần biết là xung quanh mình là ai cả. Sâu luôn. Mình chỉ biết rằng mình đang thả hồn vào cảm xúc lãng mạn của một cái bài hát. Đó là cái điểm mà cần nhất của một người nghệ sĩ mà em đang có. Rồi anh chúc mừng em là em có một cái làn hơi giống như chị Thanh Kim Huệ. Nếu như em vào vòng trong nữa, hãy cố gắng lên, ngọt hơn, mềm hơn. Một cái nữa là anh nhắc cho em, chị Thanh Kim Huệ, chị không có xuống cái như nãy của em giọng cổ. Chị Thanh Kim Huệ ít có như vậy lắm. Lâu lâu mới có một lần chỉ ca được như vậy thôi. Chứ còn thường là chỉ ca xuống giọng cổ ngọt thôi. Chị không có quặn xuống cái đó, mà nãy em có quặn. Cái quặn là cái gì anh Long có thể nói rõ hơn cho bạn hiểu cũng như là khán giả cái, hiểu không ạ? Cái cầu đi xuống. Đó. Và bây giờ Dương hát lại cái câu giọng cổ đó thôi để mình có thể hiểu rõ hơn những cái lời phân tích của giám khảo Kim Tử Long để mình rút kinh nghiệm nha. Dạ, dạ con xin phép hát nha. Đó, trời ơi, nó dễ thương gì đó. Cưng quá trời. Đông bông tuyết rơi rơi, ta nghe trong gió từng lời thương nhớ. Đúng rồi đó, tiếp. Nói lòng một kẻ tha hương, nhìn bông tuyết rụng mà ngỡ như mưa ở quê. Đó. Ừ, lại phải đó. Không, Quệ cũng có lâu như vậy thì lâu lâu thôi à. Lâu. 10 bài á thì chỉ mới có một câu như vậy thôi. Còn cái chính của chị á là không có cao quặn như vậy. Thì chính vì Dương nó tìm được 10 bài mà có một bài Dương nó mới lấy cái mà bài em đó nói mới nghe. Biết, đúng không? Cái quặn đó mới là khó đó. Dạ. Nhưng mà anh mong rằng em vào trong đó em phải lấy những cái gì chính của chị. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo đã có những lời nhận xét và những lời góp ý cho các thí sinh của chúng ta ngay vòng thi đầu tiên này. Giờ bốn thí sinh mình còn rung không? Dạ hết rung rồi. Yến sao nè con? Dạ còn. Vẫn còn luôn hả? Bây giờ phải làm sao cho con hết rung? Cho con đi vô. Cho con vô. Cho con vô bên trong đó, phải không? Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ dành cho các thí sinh một vài phút để họ chuẩn bị cho cái phần thi quan trọng tiếp theo là cái phần song ca nha. Mời các bạn. Và đây là vòng thi thứ hai của các bạn thí sinh. Đầu tiên sẽ là phần song ca của hai bạn Ngọc Yến cùng với Phước Quang khi hóa thân thành hình tượng của nghệ sĩ Minh Phụng và nghệ sĩ Phượng Hằng với bài Tân Cổ của tác giả Hoàng Song Việt, Nửa Đêm Ngoài Phố. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
đêm nào quen một người mà tâm tư chót trao nhau trọn đời. Để rồi làm sao quên, biết tên người quen, biết nẻo đi đường về. Và có biết đêm nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm buồn không yên. Đêm xuống từ lâu em vẫn đi đâu giữa lòng phố nhỏ, đôi mắt thâm sâu như dương sầu trong nắng gió, để kiếp bèo mây thêm nặng số ba. Trọ đêm này chỉ có một mình tôi, hãy vào đây mình tâm sự đôi lời bằng tiếng ca buồn heo hắt giữa dành môi. Chỉ một đêm thôi rồi mai này đôi ngả, bây giờ cũng dày dặn nắng mưa, tôi cũng xong kiếp giang hồ phiêu lạc. Đời người con gái đã không tròn tuổi mộng thì có còn gì trao gửi bản thân chung. Đời còn nhiều bâng khuâng, có ai vì yêu góp nhặt ân tình này, gửi giúp đến cô nhân mua nụ cười và xin đi kỷ niệm một đêm thôi. Giờ phút biệt ly mình còn gì nói, nơi em xin góp lại mớ tóc phong sương trên đôi bờ vai nhỏ, và từ anh không hẹn buổi tao phùng. Em đi về đâu trong sương khói lạnh lùng, một cánh chim giang hồ
kỷ niệm đôi bạn tình xa xưa. Ngày nào mái tóc em cài bông qua đi để thay vào hương phấn thanh đô, anh sẽ chèo thuyền đưa cô gái miền quê hái bông súng giữa cánh đồng quang dân. Bên nước năm xưa vẫn còn những ngày qua còn đang trong ngóng em về. Bóng nhỏ đường đêm lòng tha thiết hoa, gió lạnh lên rồi cành lá ngủ yên. Em đi sương ướt dài mềm trong tiếng chuông chiều trong thoáng đường. Dạ, thưa ban giám khảo, sau phần thi song ca vừa rồi của Phước Quang và Ngọc Yến thì các anh chị trong ban giám khảo cảm nhận như thế nào? Xin mời chị Thanh Hằng. Nói đến cái bài song ca Tân Cổ Giao Duyên Nửa Đêm Ngoài Phố này thì lại bước vào một bước nữa là Quang lại có một cái chất giọng cũng vẫn giữ vững, là coi như là cũng giống anh Năm Minh Phụng rất là nhiều luôn, cũng rất là giống. Nhưng có sợ là cái chuyện hơi khớp, cái đó là cái chuyện đó là đương nhiên rồi. Tại vì Quang đâu phải là một người nghệ sĩ đứng thường xuyên trên sân khấu đâu. Cảm ơn cô Thật Hằng. Em cứ yên tâm đó đi, không sao đâu. Ráng cố gắng bình tĩnh hơn nữa. Hy vọng rằng là Quang sẽ được vào trong nữa để Quang sẽ thể hiện thêm những cái trích đoạn. Chị rất chờ mong để nghe một cái giọng ca vàng, gọi là giọng ca vàng của chú Năm Minh Phụng nha. Cảm ơn Quang. Ngọc Yến, năm nay con mới có 16 tuổi thôi, con chưa thoát ra được hết, mặc dù là con rất rất là thần tượng cô Phượng Hằng, đúng không? Con rất là thần tượng cô Phượng Hằng, nhưng mà có những cái kinh nghiệm và trải nghiệm cho trong cái những cái ưu điểm của cô Phượng Hằng con chưa có nắm vững vàng mấy. Phượng Hằng khi mà tống cái hơi lên để mà ca vào câu giọng cổ đó, Phượng Hằng lấy cái lực thôi thôi ông ơi đó, coi như có những cái chữ mà Hằng coi như là Hằng chạy chữ có, rồi gịch trở lại ngân lại, rồi luyến lên rồi đều lái xuống đó. Đó cho nên Hằng có rất nhiều cái kỹ thuật rất là đặc biệt lắm. Dạ, mà để có được cái kỹ thuật mà luyến lấy mà đẩy lên xong rồi lèo lái xuống giống như chị nói thì phải là một cái làn hơi rất là khỏe đúng không ạ? Khỏe mà lại có một cái sự là rèn luyện, một cái sự rèn luyện để lấy hơi và giữ hơi, con phải ráng cố gắng nhiều thật nhiều nữa. Cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ ạ. Chào hai bạn. Quang ơi, chị Mỹ hỏi Quang nè, nếu mà bình thường đó mà em đừng có ca giống thần tượng của em á, em ca khác hay là lúc nào em cũng ca giống thần tượng của em? Dạ chắc ca là giống. Hễ mà ca là giống mà phải không? Là vì quá thần tượng luôn. Và cái cách ca của em là nó cũng giống vậy phải không? Cho nên là trong cái bài Tân Cổ Giao Duyên này, tuy không phải là cái bài để đời của chú Năm Minh Phụng, nhưng mà cái cách ca của em á, em xử lý, em lấy những cái của chú Năm Minh Phụng em xử lý cho cái bài hát của em. Cho nên là chị Mỹ thấy rõ là em thần tượng chú Minh Phụng. Và trong cái cách em ca nhạc cũng giống nữa, chứ không phải là ca giọng cổ không. Cho nên là chị Mỹ chúc mừng Quang và giữ cái phong độ này nha. Cảm ơn. Còn riêng bé Yến, Yến ca rất hay, rất ngọt, giọng tốt lắm. Nhưng chị Mỹ thấy em hóa thân chị Phượng Hằng chưa được. Ha, có cái câu 2 mà dứt câu 2 á, thì cái ngân thì em, chị Mỹ mới phát hiện em giống chị Phượng Hằng cái ngân đó thôi. Cố gắng chị Mỹ mong chờ ở vòng sau em có thể ca đơn một mình em, thì có thể em lấy cái bài nào mà nặng ký cũng như là cái bài để đời của chị Phượng Hằng để em ca, để em bật ở cái vòng sau để cho ban giám khảo và quý vị khán giả thấy em hóa thân chị Phượng Hằng giống nhiều hơn nha. Dạ. Cố gắng nha cưng nha. Em thấy chị Phượng Hằng á, thường là cái cách ca của chị á, chị tống hơi, chị bắn ra rất là mạnh và từng chữ của chị nó rất là sắc. Sắc bén từng lắm. Từng chữ một nó tròn trịa và nó rất là sắc, nó rất là mạnh luôn. Mặc dù là cái kỹ thuật chị ở cái hàng thượng thừa rồi, cho nên là mặc dù là tống cái hơi ra mạnh nhưng mà cái chữ chị phát ra nó vẫn mềm mại, nó vẫn ngọt ngào. Trời, chị Phượng Hằng á, trời cho chị có cái giọng ca đẹp rồi. Cái sức khỏe của chị tốt nữa, cái lực của chị tốt lắm. Mà đặc biệt á, theo Mỹ biết
Mỹ hỏi chị Phượng Hằng và chị Mỹ, chị Phượng Hằng không giữ hơi ở bụng mà chị Phượng Hằng giữ hơi ở ngực. À. Chị giữ hơi ở lồng ngực của chị. Dạ. Đó, đó là cái riêng của chị. Dạ, nếu như vậy thì bây giờ thử bé Yến hát lại một câu đi. Hát lại một câu mà mình giữ hơi ở ngực và mình phát cái hơi ra nó mạnh hơn, cái chữ nó sắc hơn, để xem coi như thế nào nha. Tiếng chuông đổ ngân nga là giờ phút biệt ly, mình còn gì nói. Đó, giọng đó. Nói em xin góp lại mớ tóc phong sương trên đôi bờ vai nhỏ và từ anh không hiện bụi tao phùng. Đó, cái này em hơi giống nhiều hơn hồi nãy nè. Nhưng bây giờ em vô câu em cổ này chị thấy có. Tuy không có nhiều nhưng mà chị thấy có. Dạ. Nha, cố gắng nha Cương, giữ cái này rồi mình học tiếp. Xin mời giám khảo Kim Tử Long ạ. Đối với tôi không có phân tích mà nhiều. Dạ. Tôi chỉ nói là anh Quang, anh Ca giống Minh Phụng lắm. Cảm ơn. Những cái dấu sắc đó, những cái ếm hơi đó, đó đưa lên mũi. Mà ta thường nói là giọng của Minh Phụng là giọng kim pha kẽm đó. Kẽm không? Kẽm là nghe nó bén, nó sắc, thé thé đó. Kim mà còn kẽm nữa. Đó, thé kim là đó. Vàng thôi. Vàng thôi. Nhưng mà vàng mà pha kẽm là nó gõ gì nó nghe nó thé thé đó. Nhưng mà cái thé thé đó là một cái đặc trưng riêng của anh Minh Phụng. Thé thé nhưng mà nó rất là ngọt ngào. Chứ không phải là thé thé như cái thùng thiết. Anh Minh Phụng anh có cái đó mà không ai bắt chước anh được hết. Còn Phượng Hằng, tại sao con không có ca giống Phượng Hằng con biết không? Dạ không, con chú góp ý cho con. Tại vì Phượng Hằng á, chị Phượng Hằng là giọng mũi. Và chị có một cái giả thanh rất hay. Cái giả thanh của chị khi mà chị đưa hơi gió lên là không có bao giờ mà tụt hết. Cái giả thanh của chị nó gần giống như là một cái tiếng chuông vậy đó. Mặc dù là người ta giả thanh là hơi người ta mỏng lắm. Chị Phượng Hằng, cái giả thanh của chị rất là mạnh luôn. Chị lợi thế được cái điều đó. Còn con không có cái giả thanh đó. Nhưng con lại thần tượng chị Phượng Hằng quá đi. Cho nên là con mới đi thi là nghệ sĩ thần tượng. Cảm ơn các vị trong ban giám khảo. Thì vừa rồi chúng ta đã nghe các vị giám khảo phân tích và góp ý để mình có thể mình hoàn thiện hơn. Và thưa quý vị, ở phần thi tiếp theo sẽ là phần thi song ca giữa anh Dương và Hoàng Nhân. Hai bạn sẽ chọn hai trích đoạn trong hai vở tuồng với những cái vai diễn nổi tiếng của hai người nghệ sĩ thần tượng mà các bạn đã lựa chọn. Đó là nghệ sĩ Minh Vương và nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Với nghệ sĩ Minh Vương thì có rất là nhiều những cái vai diễn nổi tiếng đóng dấu tên tuổi của nghệ sĩ Minh Vương. Nhưng mà trong số những vai diễn đó thì riêng bản thân Đại Nghĩa nha cũng rất thích cái vai diễn Tần Lĩnh Sơn trong cái vở Đêm Lạnh Chùa Hoang của soạn giả Yên Lan. Và Nghĩa nhớ là khi còn nhỏ xíu như thầy nôi đã nghe cái vở Đêm Lạnh Chùa Hoang với giọng ca của chú Minh Vương với cô Lệ Thủy và nghe và thuộc đến tận bây giờ. Và đó là một trong những vai diễn mà khán giả cực kỳ yêu mến từ nghệ sĩ Minh Vương. Còn với nghệ sĩ Thanh Kim Huệ cũng như thế, cũng có rất là nhiều những cái vai diễn ấn tượng. Và trong số đó có vai Thủy Cúc của vở Đường Gươm Nguyên Bá của soạn giả Hoa Phượng. Và ngay bây giờ hai thí sinh của chúng ta, đó là anh Dương cùng với Hoàng Nhân, sẽ thể hiện lại hình tượng của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ và nghệ sĩ Minh Vương trong hai trích đoạn này. Mời quý vị cùng theo dõi. Ta trở lại Giang Nam, đường bụi cuốn mịt mờ chân diễn sương, gối hành trang với chút niềm tâm sương. Xa em rồi khi đêm cũng mù xa, lìa dù hai phương cánh ta ngủ đi.
một giấc mơ thần tiên. Nếu biết ngày nay phải nát ruột chia xa, thà xưa kia đừng bao giờ gặp gỡ. Chén rượu ngày xưa không ngọt ngào tình nghĩa, thì chung rượu ngày nay đâu cay đắng nỗi thương sâu. Không bước vào đường yêu thì đâu tan vỡ giấc mơ đầu. Bảo xuyên nói định mạng sao cũng phàn ngàn cái xui chúng mình phải đôi ngã chi sang. Lát nữa đây chúng mình ngăn cách rượu đắng tình tóc biệt một lần thôi. Men sầu tê buốt đôi môi, núi sông dời dời ngắn đôi duyên mình. Ai biết cho ta chân bước sao lòng vẫn còn buồn. Ai biết cho ta chân bước sao lòng vẫn còn nhớ. Nhớ một ngày nào tiếng tơ lon khai thai tiếng lòng. Giống mà. Nhớ một ngày nào tiếng tơ lon. Giống gì mà giống dữ vậy trời. Khai thai tiếng lòng. Lòng dễ sợ. Thủy Cúc. Thế tử, thế tử ơi, nếu chẳng nghĩ sao than nhớ. Mong cùng tin tưởng chúc công ba ngày đêm khó nhọc. Khi thấy đỉnh triều dâng thấp thoáng trong mây, thì thế tử ơi, kiếp đã mừng muôn. Vì biết rằng chốc lát nữa đây sẽ gặp lại bạn tâm đông. Và thiếp sẽ tự tay rót hầu thế tử mấy tuần trà. Sẽ nhìn thấy tử cạn chén này rồi chén nữa, như cạn vào lòng từng giọt nhớ giọt. Cũng uống vào lòng dòng mật ngọt tình yêu, trách buổi tương hội sau thời gian qua rồi. Lòng tiện kiếp là như vậy đó, thế tự rõ hơn ai sao còn nỡ nặng lời. Đó là những chuyện của những năm trước, hay ít ra là của 6 tháng trước. Bây giờ, bây giờ thì làm sao ta hiểu được. 6 tháng trước hay bây giờ, và mãi mãi về sau, cùng không có gì thay đổi, không có gì lung lạc được tiếp đâu. Không phải thiết yêu thế tử vì ngôi cao lộc cả, mà ơn của chúa công là ơn tái tạo. Còn tình của thế tử là tình hẹn của trăm năm. Vậy để cho chàng yên vui với thề kinh tiếp, thề không bước ra khỏi cửa khuê phòng. Xe mặt tình mạnh kéo trướng rượu, mặt tình phân hạ đã dựng như cây tùng cây ba. Vì có ta gì mưa rơi lá rụng, có ta gì mưa nắng chôn lạnh cùng. Ừ.
Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe lại hai trích đoạn rất nổi tiếng trong cái vở Đêm Lạnh Chùa Hoang và Đường Gươm Nguyên Bá với phần thể hiện của hai thí sinh Hoàng Nhân cùng với anh Dương. Sau khi mình thể hiện xong cái phần thi này, mình cảm giác như thế nào Hoàng Nhân? Dạ, nó cũng tự tin được chút xíu. Dạ, bớt rung. À, rồi với anh Dương thì sao? Thấy diễn say mê đắm đuối luôn. Cái này là chưa có phục trang, chưa có hóa trang, chưa gì trơn mà còn cỡ đó. Nếu như mà em đi sâu vào những vòng trong, khi mà mình đến với cái vòng mà gọi là nhân vật á, thì lúc đó là mình có sự hóa trang luôn, thì chắc là lúc đó mình còn sướng hơn nữa đó, đúng không? Dạ thương, chương trình cho đi tới đâu con đi tới đó. Đáng yêu quá. Dạ xin mời ý kiến từ các vị giám khảo ạ. Mời chị Thanh Hằng. Ngồi ở dưới này nghe nó cũng sướng gì đâu luôn. Phải nói là khi mà nhắm mắt lại để mà lắng tai nghe. Cái chợ có hồi nhớ một người chị mới đây có mấy tháng thôi mà đã xa nhau rồi. Mà ai cũng bảo là giọng ca vàng không có bao giờ, không có ai mà thay thế được hết. Và em có biết rằng là cái mệnh danh của chị Thanh Kim Huệ đó được khán giả cho chị Thanh Kim Huệ là gì không em? Dạ con biết, thưa cô, đó là búp bê sàn gỗ. Giọng ca, một cái giọng ca kim mà là gọi là kim vàng, tuyệt vời lắm. Như anh Kim Tử Long có nhắc nhở Dương đó là chị Huệ chỉ ca như không ca. Chị ca như không ca, chị ca đâu ở trong cái cổ họng chị thoát ra thôi, chứ chị không có hả cái miệng ra thật là lớn luôn nữa đó. Cho nên là rất là nhẹ, ráng cố gắng kiềm chế lại cái đó chút xíu. Dạ, ha. Dạ, con cảm ơn cô. Nhân thì khi đến đây thì chị rất là trân trọng, trân quý. Nhân đã có một cái thần tượng, một người nghệ sĩ mà phải nói rằng là được cái mệnh danh gọi là ông hoàng cải lương. Một ông hoàng cải lương đâu phải đơn giản đâu Nhân, thấy không? Cho nên rằng là khi mà mình thần tượng một người đó thì mình phải tôn trọng và mình kính trọng rất là nhiều những cái gì mà đặc điểm của người đó. Có một người nghệ sĩ thần tượng để mình đem hết tất cả những cái gì mà mình yêu thật là yêu, thương thật là thương, mến thật là mến, để mình đem lên sân khấu, mình đưa cho khán giả nghe. Dạ, cảm ơn giám khảo Tinh Thần. Xin mời giám khảo Kim Tử Long. Nhân ơi, dạ, thật sự mà nói đó là em ca cái âm của em á và cái chất giọng của em có giống Minh Dương đó. Những cái mà xét xét nhẹ nhẹ nè, những cái mà đưa hơi lên mũi nè là giống Minh Dương đó. Nhưng mà cái giống đó nó chưa có đạt được cái đỉnh là mình nghe cái là mình thích liền. Bữa nay là em ca em cứ canh nhịp nè, rồi em sợ em không có thoát được cái tâm lý của em, cho nên là nó bớt giống đi. Mặc dù rằng em có cái âm giống ha, anh nói cái âm thôi. Còn Ánh Dương thì anh rất là ngưỡng mộ em. Thật sự em là một hiện tượng mới. Hiện thời bây giờ, hồi nãy đã nói em ca giống chị Thanh Huệ được khoảng 8-9 rồi. Dạ. Được 8-9 rồi đó. Dạ, cảm ơn giám khảo Kim Tử Long. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ. Những lời góp ý chân tình của anh Long và chị Thanh Hằng gửi đến hai bạn, chị Mỹ nghĩ cũng rất là đầy đủ rồi. Và hồi nãy đó thì lúc mà chị Mỹ nghe Nhân hát mà muốn quên quên thì cứ nghe loáng thoáng hình như là Đại Nghĩa ngồi dưới nhắc. Cho nên là chắc là Đại Nghĩa cũng phải là nghe cải lương nhiều lắm rồi phải không? Dạ đúng, em là một fan ruột của cải lương rồi, đó chị. Fan ruột cải lương thì cả giờ được. Phải hát một câu giọng cả cổ được luôn. Đại Nghĩa là fan của cải lương đúng không? Vậy có thần tượng ai không? Dạ có chứ, trời ơi em. Cái người mà Đại Nghĩa thần tượng là ai? Em thần tượng cũng nhiều lắm nha. Tại vì thế hệ cải lương mà các cô chú ngày xưa đó rất là nhiều người hay. Ví dụ như em thần tượng cô Thanh Nga nè. Đó, rồi em thần tượng chú Thanh Sang nè. Rồi chú Thành Được nè. Rồi má Úc Bịch Lan nè. Đó, em nghe rất sao là nhiều. Sao em thần tượng toàn không có thấy đồng thần, không thấy thần tượng dòng họ Minh vậy? Minh hả? Giọng Minh, giọng Minh, Minh Cảnh, Minh Cảnh có anh ơi à. Em rất là mê giọng hát của chú Minh Cảnh trong cái tuồng Đêm Lạnh Chùa Hoang rồi nè. Như đó cái câu mà mưa lá bay lá rụng đầy sân giang, yeah. Thương nhớ có về đâu cho lòng thêm buồn dương xót xa à. Trăng đã lặng trốn xa. Giọng cổ em vô cái câu giọng cổ nãy em mới nhắc Nhân á. Nếu biết ngày nay phải nát ruột chia xa thì thà xưa kia đừng bao giờ mình gặp gỡ.
Chén rượu ngày xưa không đẫm đà tình nghĩa, thì chung rượu ngày nay đâu cay đắng nỗi thương sầu. Dạ, nói chung em là một fan ruột của cải lương, thật sự là như vậy. Và chúc mừng các bạn đã hoàn thành phần thi của mình nha. Mời các bạn vào trong. Dạ thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã trải qua hai vòng thi của bốn thí sinh trong tập Tinh Hoa này. Và chúng ta vẫn còn một phần thi nữa. Và đây là một cái phần thi rất là quan trọng, phần thi đơn ca. Nhưng mà cái phần thi này sẽ dành cho tuần sau quý vị nha. Và đến đây thì chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng xin được phép khép lại. Cảm ơn sự quan tâm, sự yêu thương của tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn khán giả, cảm ơn ban nhạc đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Chương trình phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy trên kênh truyền Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh truyền Vĩnh Long 2. Xin chào và hẹn gặp lại. Tập 3 Vàng Son Một Thuở, các giọng ca kinh điển của sân khấu cải lương thời Hoàng Kim sẽ được hội ngộ ngay tại sân khấu Nghệ sĩ Thần Tượng. Gió đồng ngàn lá khô xào xạc, sở dương mới tha hồn theo những chiếc lá rơi tàn mạng ở viên gành. Xuất sắc lắm, tưởng đó là anh hai nghệ sĩ nhân dân Minh Dương. Ngài tiếp được tấn dương viên thâm nhỏ ơn mưa mốc. Cái giọng ca đặc biệt, chuẩn từng chữ. Nhớ đến cái một người nghệ sĩ suốt bao nhiêu năm trời đã cống hiến cùng với lại sân khấu cải lương. Liệu rằng các thí sinh sẽ thể hiện như thế nào để chinh phục được ba vị giám khảo khó tính? Hãy cùng đón xem ngay bây giờ. Đại nghĩa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng. Thưa quý vị, chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng cho đài truyền Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện và phát sóng hàng tuần vào lúc 21 giờ thứ bảy trên kênh truyền Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh truyền Vĩnh Long 2. Chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng là nơi tôn vinh những giá trị thật là đẹp của sân khấu nghệ thuật truyền thống, mà cụ thể đó là môn cải lương, cũng như là nơi tôn vinh những tượng đài, những thần tượng của sân khấu cải lương đã đi vào lòng khán giả mộ điệu trong suốt nhiều năm qua. Và đến với chương trình này cũng là nơi để cho những người yêu thích bộ môn này, những bạn trẻ có cơ hội được thể hiện cũng như thể hiện tình yêu của mình đối với thần tượng của họ. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với ban giám khảo, những người cầm cân nảy mực trong chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng mùa đầu tiên. Xin được chào đón nghệ sĩ Thanh Hằng. Và một tràng vỗ tay nồng nhiệt hơn nữa chào đón nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Và thành viên cuối cùng của ban giám khảo, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Dạ chào ba vị giám khảo. Ngày hôm nay là tất cả các anh chị em chúng ta đều một tông một ha, vàng son một thuở. Dạ hôm nay chị Thoại Mỹ rất đẹp, chị sáng lung linh, chị sáng lấp lánh, chị cao thì cao, chị sáng thì sang, chị đẹp thì đẹp. Mà mọi người vốn biết chị Thoại Mỹ không phải chỉ ca hay diễn giỏi không thôi, mà khi chị Mỹ đóng những cái vở cái lương mà tuồng cổ cần cái vũ đạo á thì chị Mỹ cũng vũ đạo xuất sắc luôn, mọi người có công nhận không ạ? Chị Mỹ ơi, bây giờ em mời chị Mỹ mình biểu diễn dài đường nha. Trời. Mình làm một vài động tác vũ đạo, mình xuyến chẳng hạn nè, mình đi một chân, mình xuyến một chân nè. Nghĩa ơi, em nói thiệt, em nói chơi vậy sao em không thương chị dạ? Em thương chị lắm luôn á. Trời ơi, chị đang đứng ở trên cái cà kiều tới một tức tát, tức tát, tức tát rồi nè. Anh Long cho em mượn tay anh đi. Em ơi, thường ngày anh đứng gần em anh rất là hãnh diện, nhưng mà ngày hôm nay anh đứng gần em cảm thấy anh thấy mình thiệt thòi quá không anh Long? Anh đâu có thiệt thòi chỗ nào đâu. Không, hôm nay anh thấy em cao nè. Cao. Dạ. Dễ thương nè. Xứng còn, vẫn còn xứng đúng không? Dạ vẫn còn xứng, nhưng mà bây giờ em muốn là chị Mỹ mình thể hiện vũ đạo được không chị? Rồi, hai ban đứa nhạc mình có sẵn luôn đây nè. Sen. Tên. Đó.
Có. Xuyến một chân chị, xuyến một chân chị. Không, xuyến một chân không dám. đừng hại chị mà Nghĩa. Dạ thưa quý vị, hôm nay sở dĩ mà Đại Nghĩa có nhờ chị Thể Mỹ thể hiện chút xíu vũ đạo, cũng muốn ghẹo chị thôi. Biết chị là muốn đẹp cho nên là chị đi một cái đôi guốc nó hơi thấp á chị. Thấp á chị. Dạ, nhưng mà mọi người thấy đó, mặc dù cái đôi guốc nó như thế vẫn có thể vũ đạo được. Nó như thế để chúng ta càng thấy yêu và thương những người nghệ sĩ của chúng ta, đặc biệt là những người nghệ sĩ cải lương. Nghĩa, nãy giờ mình nói chứ mình quên có một con bướm xinh rất là to luôn nha. Con bướm xinh, con bướm đa tình. Tại vì sao em biết chị có con bướm trên người chị như vậy không? Sao tại vì chị Ti chị thấy thôi Mỹ rồi đó, em thấy không? Sưng xa hột lũ quá trời luôn. Chị đâu có vừa gì đâu. Cái tay chị chứ không có. Vậy nó mới xuất sắc. Dạ, chị không có chịu thua ai hết trơn. Nghĩa ơi, còn một người nữa trên chiếc áo thể hiện được bộ môn nghệ thuật cải lương của mình, đó là anh Kim Tử Long. Trên chiếc áo ảnh có cây đờn kìm. Đàn kìm đó, thấy chưa? Nghĩa biết không, khi mình nhận lời chương trình nghệ sĩ thần tượng đó, thì Long thấy ở trên format của mình chữ nghệ sĩ thần tượng có một chiếc đờn kìm. Vì Long nghĩ ngay ý tưởng là thôi mình lấy cái đờn kìm mình kết lên cái áo của mình. Nữa giờ mới có cái áo đờn kìm nè, mọi người thấy đẹp không? Dạ quá đẹp không quý vị. Chẳng những tất cả ban giám khảo nghệ sĩ của chúng tôi đều mặc đồ đẹp, ngay cả MC cũng mặc đồ đẹp. Dạ đồ mượn á chị, đồ mượn. Mượn hay không mượn gì mà cũng vẫn thấy đẹp, nhưng mà nhìn lên sân khấu càng xuất sắc hơn nữa. Tuyệt là tuyệt vời luôn. Dạ. Quanh bởi vì khi anh em nghệ sĩ xuất hiện trên sân khấu á thì luôn luôn muốn chỉnh chu, luôn luôn muốn những gì mà nó hoàn hảo nhất để gửi đến cho quý vị khán giả một cái chương trình nó thật là tròn trịa, thật là hay. Vì vậy ngày hôm nay bốn anh chị em chúng ta đều trân vàng son một thỏ là vậy đó. Giờ mượn hay mua không cần biết, miễn đẹp là được. Lung linh lộng lẫy. Một tràng pháo tay dành cho giám khảo của chúng ta. Thưa quý vị khán giả, chương trình Nghệ sĩ thần tượng của chúng ta có rất là nhiều vòng thi, và đây là những tập phát sóng của vòng thi mang tên là Tinh Hoa. Và mỗi tập phát sóng của chúng ta sẽ có 4 thí sinh tham dự. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi đầu tiên, phần thi hội ngộ, và hãy cùng chào đón 4 thí sinh của đêm nay. Xin mời. Vua nước Sở một hôm lòng thanh thản, cởi long bào da vàng một thường dân, giác cần câu ra ngồi giữa thạch bàn, lòng dương giả mơ màng. Gió đồng ngàn lao của xào xạc, Sở Dương mới tha hồn theo những chiếc lá rơi tàn mạng ở viên gành. Giống quá. Lòng quân dương bỗng nghe xúc động mối thân tình, đưa tay lên vuốt tròm râu bạc, người mới dõi mắt nhìn sang tháng của cành gốc thạch bàn, con cua cái thì nằm lộn gió trong hang, còn con cua đực thì ngày đêm lo canh giữ vợ hiền, quên cả việc ra đi tìm mồi đỡ đói. Trường giang giạc vào trên bến lạnh, ta nghe lệ cay cay như chứa đồng giữa tim sâu. Ta khóc đây chẳng phải tiếc chi cho số kiếp ba đào, chẳng tiếc chi đời lang bạc đã xả thân mình để cứu lấy giang sơn.
chúc cho dân lành đang chịu cảnh lầm than, đang quằn quại trong làng tên mũi đàn. Thôi thì kha chết đi miễn làm xong sứ mạng, cứu sang hà thoát khỏi nạn binh đau. Ba quân ơi nghe chăng tiếng trống, tiếng trống xâm lấn, tiếng trống loạn cuồng, tiếng trống thề luôn Thăng Long sắp mất, quy danh sắp tàn. Đời ta nát tan. Trời ơi, súng nổ đạn bay lửa tràn như bão loạn, đang mang tay quân thảm trạng đến đây rồi. Cửa thành Nam bị tan vỡ lần hồi, mà quân sĩ Tây từng thấy gục ngã, tiếng reo hò thay thế tiếng rên la. Ôi ta muốn gào thét lớn cho trường thành đổ nát, để vùi chôn thi thể ba quân, cho thịt xương kia khỏi phải bị gót xâm lăng nó chà đạp dậy mưa. Một xóm ngai vàng dẫn thanh quân, thần dân nổi dậy chiếm cung hoàng. Cháu ơi thánh thượng vô tâm qua, bốn chục năm rồi không viên thăm. Ngài tiếp được Tấn Dương viên thăm nhỏ ơn mưa mốc, thì tóc đã ngả màu sương và đôi mắt cũng đuối. Đến cung vua nghe Tân Dương nói chậm trọn nàng làm hoàng hậu, trời ơi giúp giỏi chiếu lơm dịch sụp quỳ giáng lại. Xin thánh thượng thương tình cho một cung nữ già nua, hãy cho tiếp được rời khỏi cung di về cô quán tâm người xưa cảnh cù. Tân Dương bảo người xưa chính là Trầm Đô. Hoàng hậu ơi ta vẫn nhớ thương nàng. Nàng bàng hoàng chờ tình giấc mơ, một cơn gió lọt vào trong cung lâm, muôn bức tường cao vẫn ngàn đời sừng sừng, chôn chết cuộc đời người cung nữ già nua. Ở
Hay quá ha. Dạ thưa quý vị, đó là bốn thí sinh của ngày hôm nay. Họ đã lộ diện và vừa rồi họ đang hát và đang hóa thân thành thần tượng của mình. Không biết rằng các vị giám khảo đây, mình có đoán ra được từng thí sinh là đang hóa thân thành ai không ạ? Nghe là biết liền. Kim Tử Long thấy là trên sân khấu chúng ta có bốn giọng ca của bốn danh ca: Minh Dương nè, Tấn Tài nè, Minh Cảnh nè và Mỹ Châu. Tôi nãy tôi nghe đầu tiên tôi rợn óc của tôi hết á. Đó là tôi nghe tôi tưởng đó là sư phụ tôi hát. Đó là nghệ sĩ nhân dân Minh Dương. À vậy bây giờ thì thôi, chúng ta sẽ giới thiệu ban giám khảo cũng như là quý vị khán giả biết về mình trước đã nha. Đầu tiên là người hóa thân thành nghệ sĩ nhân dân Minh Vương là ai, bạn tên gì, bạn đến từ đâu ạ? Dạ em là Bình Trọng, em đến từ đoàn cải lương nhân dân Kiên Giang. À Kiên Giang. Bình Trọng. Tiếp theo xin mời bạn. Em là Thanh Hiền, em đến từ Kiên Giang. À là hai bạn này là cùng quê luôn, có cùng đoàn luôn không em? Dạ không ạ. Công việc hiện tại của em là gì? Công việc của em thì cũng buôn bán này kia. À nào giờ mình có tham gia một cái chương trình nào đó về ca cổ chưa? Cũng mê lắm nhưng mà chương trình này là chương trình đầu tiên luôn á. Lần đầu tiên dám xuất hiện trên truyền hình luôn. Chứ còn bình thường mình ở dưới quê là mình có đi hát đám tiệc hay là mình có tham gia ở phường xã mình không? Nói chung cũng có, ví dụ như mấy cái tụ điểm mà ca uống cà phê này kia đó thì nói chung mình cũng đi. Ví dụ như tuần người ta làm hai lần, một lần gì đó thì mình cũng có tham gia, ca không ca thì mình ngồi đó mình nghe. Giống như là mình đi hát với nhau á phải không em? Dạ đúng rồi, hát với nhau. Đi hát với nhau. Mà điều nói chung là mình hát rồi cái thầy người ta cũng như người ta theo mình không mà chứ mình cũng... Chú Quýnh Đàn là rượt theo mình. Chắc vậy. À hồi nãy thấy ban nhạc cũng đổ mồ hôi đó. Dạ tiếp theo xin mời chú giới thiệu ạ. Tôi là Văn Bến, đã đến từ An Giang. Công việc của chú bình thường là gì chú Bến? Bình thường chơi hoa kiển. Chơi hoa kiển, trời sao đời đẹp dữ vậy trời. Rồi mình có tham gia ca hát ở quê mình không ạ? Tham gia câu lạc bộ ở quê với ở xã. Dạ, rồi tháng mình đi diễn chừng mấy buổi chú? Có tháng diễn, có tháng không. Chú ơi, không riêng gì chú đâu, nghệ sĩ tụi con cũng vậy. Đúng rồi. Có tháng diễn mịt mờ, có tháng nằm ở nhà gác chân lên trán hỏi tại sao tháng này mình ế dữ vậy. Nó là chuyện bình thường, nhưng mà mình vẫn giữ được cái niềm đam mê của mình với cải lương phải không ạ? Dạ đúng vậy. Dạ, còn tiếp theo mời em nè. Dạ, em Đinh Sơn Tùng, em ở thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu ạ. À em ở Bạc Liêu, cái giọng mình là cái giọng nó trầm đặc trưng như vậy luôn á hả? Dạ. À em yêu thích cô Mỹ Châu như thế nào? Đặc điểm đó ra sao? Em yêu thích cô Châu là lúc em còn 9 tuổi là em đã yêu thích cô Châu rồi. 9 tuổi là người ta hát nhạc bé bé bồng bông không hả? Nhưng mà em mê cái lương. Mê cái lương từ nhỏ luôn. Dạ. Mê cô Mỹ Châu ở điểm nào? Em mê cô Châu khi xuống giọng cổ nè. Cách hát của cô có một cái nét làm cho em, hay là cái số phận của em cũng giống cái giọng hát của buồn của cô nữa, nên em mê. Anh thú thật là cô Mỹ Châu là một cái giọng rất là đặc biệt. Dạ. Cổ không có ca dây của dây đào mà cổ ca dây kép không à. Vì vậy cho nên đây là một cái giọng ca đặc biệt mà không có ai mà có thể là mà ca trầm như là cô Mỹ Châu được. Em vẫn là ca dây kép, nếu em ca được dây xây đào nữa là tuyệt vời luôn. Lại còn trầm xuống nữa đó anh Long. Trầm xuống nữa. Trầm xuống nữa. Dòng sau em hát trầm hơn chanh. Em khùng 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 cái người xuống rồi nè. Thì cái cọng thanh quản mình nó thu lại đó em. Thì lúc đó mình hát cách trầm hơn. Dạ, đây là cái phần giới thiệu sơ về bốn thí sinh để chúng ta có thể biết các bạn ấy rõ hơn. Vậy thì bây giờ không biết rằng các vị giám khảo có một vài nhận định hoặc là một vài góp ý nho nhỏ để cho các bạn có thể tốt hơn ở vòng thi sau không ạ? Mỹ, em nói đi cưng. Anh nhường cho em nói rồi đó hả? Trước hết là Thoại Mỹ xin chào anh Bến và chào ba bạn. Phải nói là khi mà Bình Trọng cất cái giọng lên á, chỉ cần mở giọng thôi là nhận ra liền là ai rồi. Phải nói là em chuẩn luôn á. Chuẩn từng chữ của anh hai nghệ sĩ nhân dân Minh Dương. Tưởng đó là anh hai hát chứ không phải là Bình Trọng hát. Giống tới vậy đó. Cảm ơn chị. Chị Mỹ chúc mừng Bình Trọng. Hồi nhỏ tôi cũng ca vậy. Thôi hồi nhỏ anh không có giống được như Trọng vậy đâu. Giống nhưng mà không có được tuyệt đối vậy. Đúng, ai hiểu anh Long bằng chị Mỹ hết trơn. Đúng rồi, không ai hiểu anh bằng em đâu. À. Hiền thì cất cái câu đầu tiên lên á, chị Mỹ ngờ ngợ. Nhưng mà tới câu thứ hai và cái câu vô giọng cổ mà cái vế hai của em á, là chị Mỹ nhận ra là em ca giống chú Tấn Tài liền. Giống một hai chữ chứ không phải là giống tuyệt đối từng chữ. Nhưng mà em là không có ca nhiều, không có đứng trên sân khấu để đi hát nhiều, mà em bắt chước như vậy là hay lắm rồi, là giỏi lắm rồi. Chị Mỹ khen cái tinh thần của em. Còn anh Bến,
Mấy câu đầu thật sự ra em chưa nhận, em chưa nhận ra anh ca giống anh Hai Minh Cảnh. Nhưng mà tới có mấy cái chữ mà anh nhấn đó thì em mới nhận ra, em say qua em nói anh Long liền: rồi, anh Hai Minh Cảnh. Đó là cái rơ ca, cái cách xử lý của anh ca để giống anh Minh Cảnh. Còn Sơn Tùng thì hôm nay chị Mỹ lâu lắm rồi không có gặp Sơn Tùng. Bữa nay thật sự là ngỡ ngàng. Quá ngỡ ngàng. Nhưng mà hình như hôm nay là Tùng bị khan tiếng phải không? Khan tiếng chút xíu, nhưng mà phải nói là hồi đó em thi em đã giống cô Mỹ Châu rồi. Và bây giờ tới hôm nay mấy năm rồi bị khan tiếng nữa, nhưng mà cái mà em giống cô Mỹ Châu á thì không có thay đổi. Và thậm chí em còn giống hơn nữa. Chắc là có rèn luyện. Vì yêu mến quá cho nên có rèn luyện phải không? Thì chị Mỹ chúc mừng em cũng như là chúc mừng tất cả bốn thí sinh đã đến với chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng. Và mong rằng cái chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng này sẽ có được mùa 2, mùa 3 nữa, để cho những người yêu mến cải lương và yêu mến thần tượng của mình sẽ được đến với chương trình này. Dạ, xin cảm ơn nghệ sĩ giám khảo Thoại Mỹ. Và đó là những cái lời nhắc nhở với tất cả các thí sinh đây, để chúng ta có thể làm tốt hơn ở cái vòng thi sau. Và bây giờ thì mời các bạn có thể vào trong để chuẩn bị nha. Dạ thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã đi qua vòng đầu tiên, vòng thi hội ngộ. Ở đây bốn thí sinh giống như là mình trình làng, mình chào sân với tất cả mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi thứ hai. Ở phần thi này chúng ta sẽ chia bốn thí sinh thành hai cặp và họ sẽ trình bày những cái phần song ca, có thể là một trích đoạn hoặc có thể đó là một bài tân cổ giao duyên. Tất cả quý vị khán giả hãy luôn dành cho họ những lời động viên cũng như là những tràng vỗ tay nồng nhiệt để khích lệ tinh thần ạ. Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên xoay đá. Tôi với anh đôi người xa lạ, từ phương trời chẳng hề quen nhau. Lúc nguy biến tình siết chặt tình, đêm tối chung chăn thành đôi tri kỷ. Vì nước ruộng nương anh bó vàng thân cài, gian nhà không mặc kệ gió lung lại. Mặc gió lung lay nhà tôi xưa nay dần dày, đứng ở ven sông nghiêng nhìn dòng nước chảy, rừng cắm sau lưng tràm mọc tới chân trời. Tháng ba khói mù lửa ngoài đồng chắp lâu đời, sông mặn mặn từ mùa khô, sông chua chua từ mưa xuống, đất đó phèn từ thời lập địa khai thiên. Xa cách phương trời tôi vẫn nhớ, nhớ ánh đèn ve tre bắt cá biển đông sông, nhớ giữa thu linh lang nước tràn đồng quằn quại trong. Của bông chàm rất
hiện ra những chiếc xuồng độc mộc từ rừng sâu ra nước tiếng dậy sông, kéo theo hàng chục bó bạc như một bể trâu nước. Đó là công trình của bao ngày khó nhọc. Hỡi người bản miền Trung ơi, nơi dãy Trường Sơn ngăn đường biển cả, bạn có lần nào thấy cái bao bàn đừng lúa ở miền Tây? Nước gốc ra nhớ chàng trai làng yêu mến, tôi với anh đã từng quen ấm lạnh, dệt dùng người dần cả bước mồ hôi. Áo anh rất dài, quần tôi có hai miếng da, nhưng còn tươi buộc da chân không dài. Thương nhau tay nắm lấy bàn tay, đồng quang sương xuống, mình nằm kề bên nhau chờ trăng lên. Lòng thấy nao nao. Đêm nay nằm giữa đồng quang thấm dòng sương xuống, tôi nhớ tới căn chòi giữ ruộng lúa chín vàng que hương thoảng tư bề. Ngồi nắng trương xuống chòi không ngăn được gió về, mừng làm chi khi bốn bên vách trong một chiếc lớp quê mùa cũng ấm như ngôi mộ giữa đồng thơm. Chừng nào quê hương mình mới dứt loạn ly, để dù mình chẳng gần nhau nhưng mãi mãi là tri kỷ. Đồng đâu trong để đồng quang có trái viên nước thơ, tường từ khi gặp lại bóng trai làng. Vừa lên đến đỉnh đồi, dầm sương còn về gai, tiếng cho tu dài lạnh lẽo ánh sao băng. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức phần dự thi của hai thí sinh Bình Trọng và chú Văn Bến với bài Tình Nước. Dạ, giờ còn rung không? Dạ còn rung. Vẫn còn rung. Mình xong phần thi rồi ha. Bây giờ mình nghe coi giám khảo nhận xét góp ý cho mình như thế nào nha. Xin mời giám khảo Thanh Hằng ạ. Trước tiên thì xin chào anh Bến ha. Bến trước đi. Phải nói là cảm ơn anh đã có một cái tinh thần gọi là đến đi nghệ sĩ thần tượng. Và anh đã đem đến một cái niềm đam mê của anh là anh rất là thần tượng một người nghệ sĩ đàn anh trong cái bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương. Đó là anh Hai Minh Cảnh.
anh Bến có chất giọng giọng riêng của anh, nhưng mà anh có những cái luyến lái, nhất là cái câu vô giọng cổ của anh rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Cảm ơn anh rất là nhiều đã mang đến cho nghệ sĩ thần tượng một cái tinh thần khán giả để xem và nhớ đến cái một người nghệ sĩ mà coi như là suốt bao nhiêu chục năm trời đã cống hiến cùng với lại ngành sân khấu cải lương này. Tuy rằng là hơi nhút nhát, sợ sệt, nhưng mà em tin rằng là anh nên cố gắng hãy bình tĩnh nhiều hơn nữa để mình vào trong mình sẽ có những cái mà coi như là những cái tốt của mình để mình đem ra mình thể hiện và phải khá hơn nhiều nữa nha. Cảm ơn. Dạ, Bình Trọng, phải nói rằng là chị Thanh Hằng rất là ngưỡng mộ em. Xuất sắc lắm Trọng ơi. Cảm ơn chị. Một thế hệ trẻ, một nghệ sĩ trẻ thần tượng một người coi như là một nam danh ca, một nghệ sĩ nhân dân Minh Dương. Mà em ca, chị nói là ngồi ở dưới này ba vị giám khảo và tất cả khán giả đều lắng tai nghe cái sắp nhịp của em hòa quyện và lại dàn nhạc, phải nói rằng là nó, chị nói thật sự rằng là chị rất là ngưỡng mộ em, rất là cảm ơn em rất là nhiều đã mang đến cho nghệ sĩ thần tượng một tài năng rất là tuyệt vời. Cảm ơn rất nhiều. Dạ, đó là những lời nhận xét, những lời khen tặng từ phía giám khảo Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ ạ. Phải nói là ngồi tại chỗ này cảm thấy rất là hạnh phúc. Hạnh phúc là một lần nữa Mỹ xin cảm ơn đã tạo ra một cái chương trình nghệ sĩ thần tượng để cho chúng ta có được những người đam mê và yêu thương nghệ sĩ cải lương đến mức độ nào. Thì qua cái bài hát của Trọng và của anh Bến thì cho thấy được mọi người quá ư là giống anh Minh Dương và anh Hai Minh Cảnh. Quá giống cái sự yêu mến đó, và mình nghe nhiều lắm cho nên mới nhiễm đến mức độ đó. Anh và Trọng ca không phải là ca bình thường, ca ở đó Mỹ cảm giác là nó có cái hồn ở trong đó, đặt để mình vào trong cái bài hát đó, ca bằng cái cảm xúc của mình, nghe nó rất là dễ thương, nó ngọt ngào. Bên cạnh đó nó có những cái lỗi nhỏ của anh Bến, nhưng mà cái đó không sao hết, mình chỉnh được. Còn riêng Trọng thì phải nói là vừa ca giống anh Minh Dương, và em cũng có cái riêng của em sắp nhịp, em sắp chữ rất là đẹp. Người ta nghe, người ta cứ cuốn theo em. Cái đó không phải là dễ. Phải nói là bữa nay là Trọng xuất sắc với một tiết mục này đã được nghệ sĩ Hữu Quốc dàn dựng kết nối yêu thương lại với nhau cho tất cả ban giám khảo và quý vị khán giả có một tiết mục dễ thương. Cảm ơn chị Thu Mỹ. Thì không biết rằng là Trọng trước giờ mình đã đi học ca ở đâu chưa? Dạ có học ca ở... với mấy chú tiền bối đơn ca tài tử ở miền quê của Bình Trọng, chứ cũng được không có được học ở trường sân khấu chuyên nghiệp. Và mình có đi diễn nhiều chưa Trọng ha? Bình Trọng diễn cho đoàn Nhân dân Kiên Giang được cũng 10 năm rồi. À cũng 10 năm, cũng có thể xem như là một nghệ sĩ chuyên nghiệp rồi. Cho nên là cái cách của bạn hát, cái nhịp nhàng nó rất là vững và nó lôi cuốn người nghe. Chúc mừng Trọng nha. Nhưng mà Trọng cho chị hỏi chút xíu nha, nếu như không phải là bài của anh Hai Minh Dương hát á, thì em hát có giống không? Dạ, cũng giống. Cũng giống luôn hả? Có nghĩa là em nhiễm được cái cách ca của em đi theo luôn vậy đó hả? Ồ, chúc mừng em. Em hãy nói chị Mỹ là chị hãy đợi đấy. Chị hãy đợi đấy. Đường còn dài, chị hãy đợi đấy. Dạ. Xin mời giám khảo Kim Tử Long ạ. Trước tiên thì cho Kim Tử Long chào anh Bến. Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi em? Nay 57 rồi. Đó, với một con người 57 tuổi, sức khỏe thì chắc chắn là sẽ không bằng Bình Trọng rồi. Nhưng mà để thể hiện giọng ca của nam danh ca Minh Cảnh không phải là dễ. Vì ca một bài tân cổ mà để ca theo giống anh Minh Cảnh thì phải ca theo nhịp anh Minh Cảnh. Vì vậy cho nên là vừa rồi đó, trong cái bài ca này á, anh Bến anh đã cố gắng anh ca theo nhịp của anh Minh Cảnh để cho nó giống anh Minh Cảnh. Nhưng mà cái nhịp đó không phải dễ. Em rất là cảm kích anh vì anh đã 57 tuổi rồi mà anh ca như vậy là quá tuyệt vời rồi. Còn đối với Bình Trọng thì đúng là em là một cái giọng ca giống Minh Dương đến 95% rồi. Nhưng mà trong cái bài ca này á, thì từ đầu em ca giống Minh Dương, nhưng tới cái câu 6 này thì là em ca theo phong cách Minh Cảnh. Và xếp nhịp đó là xếp nhịp của Minh Cảnh. Nếu như ai đã từng nghe Minh Dương và Minh Cảnh ca rồi thì biết hai người sẽ xếp sắp nhịp khác nhau. Luôn cả Thanh Tuấn nữa. Thanh Tuấn có một cái lối sắp nhịp mặt mà người ta nghe tưởng đâu như là đã rớt rồi. Rớt rồi đấy. Nhưng mà thật sự không rớt. Minh Cảnh cũng vậy. Còn Minh Dương thì lại nó rộn ràng, nó réo rắt và nó gọi là nó sốc dễ sợ lắm. Cảm ơn anh và Bình Trọng.
Dạ, cảm ơn các vị trong ban giám khảo và chúc mừng Bình Trọng cùng với lại chú Bến đã hoàn thành phần thi của mình. Và bây giờ mình có thể vào trong chuẩn bị cho phần thi sau nha. Dạ thưa quý vị, đúng là áp lực lắm mà. Bởi vì các thí sinh của chúng ta cũng có nhiều người không phải là nghệ sĩ chuyên nghiệp. Cho nên là nhiều khi hát theo bản năng, hát vì niềm đam mê, vì sự yêu thích của mình. Cho nên chắc chắn cũng sẽ có những cái điều thiếu sót. Và những cái lời góp ý của ban giám khảo sẽ làm cho các thí sinh của chúng ta hoàn thiện hơn ở những phần thi sau. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần dự thi tiếp theo của thí sinh Thanh Hiền cùng với thí sinh Sơn Tùng với một trích đoạn cải lương nổi tiếng Khi rừng mới sang thu, với phần hóa thân thành hai nghệ sĩ Mỹ Châu và Tấn Tài. Ngoài kia muôn lá rơi, ôi mùa thu ngàn cây tuôn lá vàng. Sương pha trắng ngàn cây như màn che giăng giữa không gian. Mùa thu muôn lá rơi như dòng châu rơi giữa trời. Lệ rơi thương nhớ ai, hay lệ rơi thương cho chính mình. Đêm đã khuya sương rừng xuống lạnh, xin nữ chúa vào trong an nghỉ. Chàng đã đi rồi, dân gù đã biết. Gù biết ta buồn lắm không? Dạ gù biết. Vậy gù hãy hát lên đi, cho ta vơi nỗi buồn xa cách. Gù hát hầu nữ chúa, gù hát lên. Đây tiếng hát con tim buồn như lời ru nước mắt, như khúc thương cho ai vì đâu tình phải cách nhau. Ôi tiếng hát lên cao cho ngàn sao trời khuya cũng khóc. Lệ của đêm hay sương mà gieo ngàn giọt tơ dương. Lời ru nào trong đêm làm trăng khuya cũng như ngậm sâu. Tình yêu nào không mang ngàn đau thương vẫn giữ một đời. Chúa ơi gù vẫn biết phận gù, mặt nam lưng còng không làm sao thay được hoàng phi hài. Gù không mong gì dìu đỡ được nữ chúa trên bước đời chông gai hiểm trở. Gù chỉ xin được các tiên hát ru để đưa hồn nữ chúa bước trọn vào những cơn mơ diễm ảo trên đời. Những u uất riêng tư gù không sao bài tỏ nên lời. Cắn chặt răng cho tiếng đừng khàn giọng, cho hài hoa tròn điệu không trùng bước chân xuân. Nữ chúa buồn vui gì gù cũng chỉ có một thân, nhưng nữ chúa buồn là gù không chịu được. Nên gù vẫn cầu nguyện cho nữ chúa tròn nguyện ước, trong đau khổ chung thân gù còn có được chút vui mừng. Mùa thu muôn lá rơi,
như dòng châu rơi giữa trời. Lệ rơi thương nhớ ai, hay lệ rơi thương cho chính mình. Tôi đang xây đài ghi công cho Hoàng Phi Hài. Dân tôi hạnh diện đem tâm sức mình thọ nhục ghi công để người ta lưu danh bia tạc đời đời. Tháp sẽ quy nghi sừng sững đã chập chung, ngạo nghễ dương mình kiêu gan tuy nguyệt, chiến tích oai hùng được tô phết vàng son. Bia đá trăm năm nhưng vẫn phai màu, làm sao sánh được ngàn năm bia này. Miệng đời sẽ bảo trong từng viên đá dựng, có kẻ đem mồ hôi trộn giả nên kia mùa lá rơi. Ôi mùa thu ngàn cây tương lá vàng, để rơi thương nhớ ai, hay lệ rơi thương cho chính mình. Dạ thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn Khi rừng mới sang thu. Đây là một cái trích đoạn mà Đại Nghĩa cũng rất là thích, trước đây cũng từng nghe rất là nhiều. Và đặc biệt là với cái đoạn của nhân vật Gù và nhân vật Nữ Chúa, với phần thể hiện của hai giọng ca vàng, đó là nghệ sĩ Tấn Tài và nghệ sĩ Mỹ Châu. Và ngày hôm nay được nghe hai bạn hát lại mà thấy thương lắm. Không phải thương các bạn thí sinh nha quý vị, mà thương giám khảo. Giám khảo như thầy như cô vậy đó, ngồi cái mặt lo còn hơn thí sinh nữa. Đập nhịp đập nhịp một cách cuồng nhiệt. Em có thấy không, lúc mà em ca em thấy giám khảo đập nhịp cho em không? Cảm ơn giám khảo quá trời. Cảm ơn giám khảo quá trời. Nói nghe nè, nếu như giờ giám khảo không đập nhịp rồi mình ca đúng không? Đúng, chắc đúng chứ. Chắc đúng, dạ, đúng, đúng. Dạ đúng. Hồi nãy mình ca mình nhận xét coi mình thấy mình ca đúng chưa. Chứ sao thấy người ta vỗ tay nhiều quá chắc đúng. Trời ơi, ta vỗ tay cổ vũ ông đó ông ơi. Không phải. Nói chứ khán giả luôn luôn là người bạn đồng hành với các thí sinh ha, cổ vũ cho chúng ta có tinh thần hơn. Bởi vì mọi người biết rằng các bạn, ví dụ như em nè, em không phải là dân chuyên nghiệp đúng không? Dạ. Đứng trên đây khớp không? Khớp. Rung rung. Khớp rung. Rồi sao hồi nãy cái nhân vật ông Gù này là ông yêu bà Nữ Chúa, yêu đơn phương, tại sao lúc diễn không dám dòm ta? Tại người ta Nữ Chúa mà đâu có dám nhìn mình Gù. Đúng đó, đúng đó. Hay quá, hay quá. Nói chung là em nhìn lén lén gì không. Rất là dễ thương luôn. Và giám khảo cũng như vậy đã hỗ trợ từ xa cho các thí sinh để có thể hoàn thành tốt cái phần thi của mình. Và em xin mời ý kiến từ anh Kim Tử Long ạ. Hồi nãy giờ đó là Kim Tử Long thấy là hai bạn hát, Kim Tử Long thương lắm. Thấy là đúng là Tùng á, em thần tượng Mỹ Châu hành tử đó, em diễn từng cái động tác nè, từng cái đi nè, từng cái cầm micro nè, cái giống có năm Mỹ Châu dễ sợ luôn. Còn Hiền, trời ơi, hát cái gì mà không dám dòm người ta luôn. Cái ông Gù này đó, ổng thương bà Nữ Chúa này chứ không phải là ổng sợ. Ổng nhìn lén bà Nữ Chúa này, những lúc bà Nữ Chúa này bà không có để ý tới ổng là lúc nào cũng nhìn một cách sai đắm chứ không phải là sợ ha. Còn đối với cái giọng hát của em giống Tấn Tài, có nhiều cái chữ em giống Tấn Tài lắm á, nhưng mà cái nhịp em không giống. Nhưng mà chị nói thật sự rằng chị có đi hát chung với lại chú Tấn Tài mà chị kêu bằng cậu Tấn Tài. Cậu Tấn Tài
thuộc từng cái chữ đàn. Cái trường canh của cậu cũng bị chao nhẹ vậy đó, nhưng mà tại cậu rất là thuộc từng chữ đàn, cho nên cậu ca ha, ca coi như là cậu ca cứ ca nó không có vô trường canh, nó lời vậy đó. Nhưng mà người ta vô nhịp xuống. Còn em giống được Tấn Tài là cái chỗ em loanh quanh nhưng mà đến cuối nhịp là em đi xa Tấn Tài quá. Nhưng mà không sao hết trơn á, ở đây là quan trọng là thần tượng mà em thích đó là Tấn Tài, và em có những cái dấu giống Tấn Tài, vì vậy là quá tuyệt vời rồi. Chúc mừng hai em. Dạ, cảm ơn giám khảo Kim Tư Long. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Chị cũng rất là cảm thấy rằng là ngồi ở dưới này xem mà phải nói rất là thương lắm và trân quý lắm. Tất cả quý thí sinh, mặc dù các bạn là thế hệ trẻ này, nhưng mà các bạn đã thần tượng những người mà nghệ sĩ là tiền bối đi trước đó, cho nên rằng là các bạn ơi, các bạn đã làm cho chúng tôi cảm thấy rằng xúc động và trân quý các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã đến cùng với nghệ sĩ thần tượng. Dạ, mời giám khảo Tài Mỹ ạ. Chỉ biết nói chữ thương thôi, thương quá trời quá đất luôn vậy đó, rất là hồn nhiên, kêu bằng là nó dễ thương làm sao đâu á. Với Hiền á, ca rất là cũng vô giọng cổ giống chú Tấn Tài quá trời luôn đó. Nếu mà hả Hiền ha, mà biết nhịp một chút nè, thì Hiền ca giống, càng giống chú Tấn Tài nữa, mà ca còn hay hơn như vậy nữa. Còn Tùng á thì thôi, bữa nay thôi, giống cô Năm gì mà giống dễ sợ luôn vậy đó, thấy thương quá trời luôn vậy đó. Không, chứ bữa nay là hơi không hơi bị khỏe. Khang hơi, nhưng mà em lấy lại được liền. Bữa nay thấy được cái bản lĩnh của Sơn Tùng ở trên sân khấu nha, rồi có nhiều chỗ còn nhiều bạn diễn nữa. Nhưng mà nè, tôi nói cho Thoại Mỹ nghe nha, đừng có coi thường Hiền nha. Không biết bây biết. Giờ là Hiền là đang là giấu nghề đó, một chút rồi sẽ thấy một mình đơn ca một bài nghĩa là té đấy. Ngửa hết. Em đến với cái chương trình nghệ sĩ thần tượng này do cái lòng đam mê của em yêu bộ môn cải lương và yêu thần tượng của em, phải không? Cái gì mà em mê, em yêu thì cái đó em sẽ làm tốt, cố gắng lên. Mà cho anh hỏi nè, bữa nay mình lên sân khấu lớn có thể là mình rung, mình hát nó hơi rớt chút xíu. Dạ. Nhưng mà nếu như bình thường ở trong nhà mình á, mình hát có mình ơi mình thôi á, mình có bị rớt không? Cũng vẫn rớt bình thường. Nhưng mà cái giai gù này là em mới hát lần đầu tiên hay là em đã thường hát thường dạ, xuyên rồi? Dạ, hát lần đầu tiên thường thường thì là như em là hát tăng cổ hoặc là ấy không, mà không có đóng cả lương. Rồi lát qua tới vòng 3 hát mình kìa. Vòng 3 sẽ gắng cố gắng chứ. Cố lên nha. Cố lên nha. Dạ. Cố lên Hiền ơi. Cố lên. Dạ dạ rồi. Cố gắng lên. Chúc em với lại chúc Sơn Tùng sẽ làm tốt ở cái phần thi sau. Cảm ơn các bạn. Dạ. Một tràng pháo tay dành cho hai thí sinh của chúng ta. Dạ thưa quý vị, phần thi vừa rồi cũng đã khép lại đêm nay của chúng ta. Đêm nay với hai vòng thi, vòng hội ngộ và vòng song ca vừa rồi, chúng ta cũng đã nhận ra được các bạn thí sinh đã hát giống thần tượng nào của họ. Đó là những nghệ sĩ tài danh mà chúng ta yêu mến. Và ở phần thi sau, chúng ta sẽ đến với cái phần đơn ca để xem họ khi một mình đứng trên sân khấu thể hiện tất cả những giọng ca của mình coi có giống thần tượng hay không. Và lúc đó chúng ta chắc chắn sẽ có thêm những cái điều tuyệt vời. Và chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức chương trình vào tuần sau quý vị nha. Đến đây thì chương trình Nghệ sĩ thần tượng xin được phép khép lại. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện và phát sóng hàng tuần vào lúc 21 giờ thứ bảy trên kênh truyền Vĩnh Long 1, phát lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh truyền Vĩnh Long 2. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn khán giả và cảm ơn ban nhạc. Hẹn gặp lại vào tuần sau. Thank you.